Chào cả nhà nhá, các bác ơi, vào livestream với em cho vui. Em bây giờ nó chẳng theo cái giờ giấc nào các bác ạ. Cứ lúc buồn lúc vui, xong rồi lúc lại buồn vui lẫn lộn. Thế nên là cứ lúc nào buồn thì em lại lên em livestream với các bác cho nó vui nha. Thì chúng ta vừa ăn cơm để vừa mở livestream ra nghe, rồi vừa thỉnh thoảng lại thảo luận với em huệ một hai câu ở trên livestream, trên 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 lên Facebook cho nó vui. Em có một cái tựa đề hôm nay là một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân ấy. Dù nhau em về theo là nắng ấm dần, từ trời cao bao la cánh én miệng bay, giữa mênh mông xanh tươi bao giấc cỏ cây. Mọi người thấy không, một cánh én không bao giờ làm nên mùa xuân cả, và hôm nay là cái câu chuyện của em bắt đầu là như thế nhá. Vì sao mà em muốn nói một cái câu chuyện như thế? Vì các bác biết rồi, từ qua đến nay mạng xã hội rồi là báo chí liên tục đưa tin về cái việc mà Sở Giáo dục tỉnh Thái Bình đã gian lận trong cái kỳ thi vào lớp 10 của học sinh, và dẫn đến một cái việc là vì cái sự lan tỏa của mạng xã hội rồi cũng như của dư luận trong nước, của bà con rồi là của báo chí nữa, thì đã kết hợp thành một cái sức mạnh và buộc là hôm nay là đã có một cái quyết định ban đầu rằng là tạm đình chỉ giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Thái Bình để điều tra về những cái gian lận trong thi cử. Thế thì tất nhiên là sẽ có nhiều những cái dư luận trái chiều, cũng có những người thì cho rằng là đấy nó chỉ là cái tức là đánh bùn sang ao thôi, và nó sẽ không có một cái kết quả gì như mong muốn, vì thanh tra ở Việt Nam thì các bác biết rồi, nó gần như là phong bì lại bỏ túi mà, rồi là lại đánh bùn sang ao đâu vào đấy. Thì đương nhiên rằng là em cũng ghi nhận những cái ý kiến đấy, bởi vì sao? Vì cái chuyện mà thanh tra rồi lại phong bì phong bao để cho nó cái làm thay đổi cái kết luận thanh tra ấy, nó là một cái điều hiển nhiên ở trong đất nước Việt Nam, và cũng làm cho nhiều người là cảm thấy là nó không có kết quả gì cả. Nhưng thôi, quan điểm của em như này này, đấu tranh chúng ta phải từ bỏ những cái tiêu cực đấy đi. Bởi vì sao? Vì chúng ta đang đấu tranh chống tiêu cực mà. Thì chúng ta phải có những cái tư tưởng tiến bộ và tư tưởng tích cực lên. Thôi thì cái ít nhất là chúng ta phải nhìn nhận ở cái góc độ như thế này nhé. Là khi mà có cái sức ép của dư luận và nhiều người cùng lên tiếng cùng một lúc như thế, nó đã tạo ra một cái luồng dư luận cực kỳ là rộng rãi, và làm cho buộc các cơ quan chức năng họ phải vào cuộc, và ít nhất là họ vào cuộc thì chúng ta phải có được cái thành quả ban đầu là đình chỉ, tạm đình chỉ cái ông giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Thái Bình chứ. Chứ nếu như mà chúng ta cứ bảo rằng là nó sẽ sai phạm và chẳng giải quyết được gì đâu và cứ im lặng, thì cái im lặng đấy nó đã vô tình tiếp tay tiếp cho cái việc mà sai phạm nó cứ năm này qua năm khác. Vì thế nên là chúng ta biết rồi, từ cái thể chế nó sinh ra cái tham nhũng, rồi từ cái tham nhũng nó sinh ra những cái một con người phát triển trong xã hội, nó sẽ căn nguyên gốc rễ của nó phải từ nhiều hình thành cái căn bản của con người, cái nhân tính, rồi cái tính cách, nhân tính tính cách, rồi cả cái hình thành cái tư tưởng nữa, nó phải qua cả một cái quá trình và rất nhiều cái sự gọi là kết hợp, chứ không thể là cứ mỗi là nhà trường được, mà phải cả gia đình, cả xã hội thì nó mới hình thành nên một con người được. Và điều đấy thì chúng ta phải công nhận rằng là cái xã hội của chúng ta nó đang nát be nát bét, dưới tay Đảng Cộng sản thì nó nát be nát bét rồi. Vì thế nên là chúng ta vừa đấu tranh vừa phải chấp nhận, nếu không có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng thì chúng ta kêu bằng hòa và không có kết quả. Thế vậy thì chúng ta phải chấp nhận rằng là có thể là đánh bùn sang ao, nhưng chúng ta phải kêu, tất cả chúng ta phải kêu. Và đấy, các bạn thấy đấy, cái việc mà bà con kêu từ qua đến nay về cái việc sai phạm của Sở Giáo dục tỉnh Thái Bình, thì cái kết quả ban đầu cho thấy rằng là họ đã phải vào cuộc và họ đã phải tạm đình chỉ. Tôi nói nhá, không đình chỉ không được cơ, bởi vì là cái việc như thế này này, chúng ta phải quy trách nhiệm đầu tiên cho người đầu ngành, đấy là giám đốc Sở Giáo dục. Nhưng tuy nhiên là chúng ta cũng sẽ phải nhìn sâu, nhìn kỹ vào trong cái vấn đề ấy. Nó không phải là chỉ mỗi ông giám đốc sở đâu, mà chúng ta phải nhìn nhận như này này, cả sai ở trong đấy có cả phụ huynh nữa. Tôi đã từng là phụ huynh rồi, tôi biết phụ huynh của tôi là phụ huynh hai con, cháu lớn thì cháu trưởng thành rồi, đi lấy chồng có gia đình rồi, nhưng cháu thứ hai đang học lớp 3, lớp 4, lớp 3 năm nay lên lớp 4, thì tôi biết ngày xưa con tôi đi học cũng thế, chính cô giáo chủ nhiệm cháu được 7,9, tức là thiếu 0,1 là sẽ được học sinh giỏi, chính cô giáo chủ nhiệm cũng bảo tôi là em ơi, em cố xin đi để cho con 0,1 nữa để lên học sinh giỏi, thì lên học sinh giỏi thì con mình có thành tích,
cô giáo cũng có thành tích và nhà trường cũng có thành tích, nhưng tôi dứt điểm tôi không xin cho con 0,1 lên để cho con tôi lên học sinh giỏi. Vì sao? Vì điều kiện học hành, cái điều kiện nhận thức của nó, cái nhận thức của nó chỉ được đến thế, tôi chỉ đến thế, nên tôi không ảo tưởng về con mình. Nên khi mà cháu quyết định thi vào cấp 3 ấy, cháu rất là lo lắng, cháu bảo mẹ con thi vào trường Nguyễn Trãi như thế này, đó là cái trường gọi là nhất nhì của tỉnh Thái Bình, thì con sợ là con không đạt được cái yêu cầu mong muốn. Tôi bảo con cứ thi đi, nếu không đạt được yêu cầu mong muốn thì vào học Hùng Vương, tức là trường dân lập, không có gì mà phải áp lực cả, con cứ thi hết sức mình đi. Nhưng mà nhiều phụ huynh ở mình ấy, là mắc cái bệnh thành tích và thích là phải thể hiện với lại hàng xóm bạn bè, với dòng họ để về nhận cái gọi là giải thưởng khuyến học của dòng họ. Có khi chỉ được 100.000, như dòng họ nhà tôi là một dòng họ lớn có quỹ khuyến học to, các cháu được 100.000 không đáng là bao nhiêu cả, nhưng mà sĩ và oai, cho nên là lại phải đi chạy trường, chạy lớp rồi chạy điểm cho con. Cho nên là đến khi mà học ở cấp 2 thì toàn là học sinh giỏi, cho nên đến khi thi vào cấp 3 là ngã ngửa ra, té ngửa ra, là nó không đạt được cái mong muốn như yêu cầu của mình, nó trượt mẹ thi cấp 3 lên là tống đơn vào để thi, để mà khảo phúc khảo. Xong rồi cái phúc khảo đấy nha, các bạn phải biết là trong cái phúc khảo đấy có cả phần, có cả những cái phần, tôi làm trong ngành giáo dục tôi không lạ gì cái kiểu của các ông ấy, nhận cái đơn phúc khảo xong rồi lại làm mấy chục phúc khảo lên cho nó, để cho nó khỏi bị trượt, thế là lại làm mấy chục để cho cháu nó vào trường công. Nói chung là nó nhiều kiểu luồn lách lắm, người Việt Nam mình thì nó nhiều kiểu luồn lách lắm. Xong là trong khi đấy lại cả tôi còn có những thông tin mật nữa cơ, gửi ra nữa cơ. Có mấy cháu là bị trượt thật sự, và cũng có mấy cháu là bị chấm trượt thực sự đấy, chấm trượt do các cô chấm ngu đấy. Tức là cái hội đồng chấm đấy nó cũng chả ra cái đếch gì cả, nó chấm ngu thực sự. Và cái người trong hội đồng đấy cũng đã nhắn tin ra cho tôi nhá, nhưng tuy nhiên là đã có kết quả ban đầu rồi nên tôi không đưa lên trên đây để cho nó bị lộ. Tôi nói với các bạn như thế, nó nhiều kiểu tham nhũng, nhiều kiểu luồn lách để kiếm tiền từ phụ huynh. Cái thứ nhất là phụ huynh là, tôi nhắc lại với các bạn là cái thứ nhất là phụ huynh là sĩ oai, xin cho con từ cấp 1, cấp 2, chạy điểm cho con từ cấp 1 đến cấp 2. Cho nên là đến khi mà cháu vào cấp 3 ấy, là không thi được điểm mong muốn, thì là dùng cái đơn phúc khảo đấy để làm gì? Để chạy điểm cho con vào tiếp cấp 3 trường công lập. Đấy, đấy là cái một cách phúc khảo. Việc thứ hai nữa là có những cháu bị trượt thật do các cô chấm ngu, các thầy cô chấm ngu. Và việc thứ ba nữa là vào cái khâu vào điểm trong máy của hệ thống vào điểm trên máy của Sở Giáo dục Thái Bình có vấn đề cấu kết với nhau để lấy cái điểm đấy ra cho thấp, đánh thấp đi của các cháu để các cháu trượt, để làm 50 đến 70 một cháu vào cấp 3. Đấy là cái tình trạng xảy ra thường xuyên vào những mùa gọi là tuyển sinh vào cấp 3 ở trong các trường. Đấy là sự thật luôn, và tôi 16 năm trong ngành thì tôi không lạ gì cái trò đấy nữa. Chả lạ gì những cái trò đấy của các ông ấy nữa, cho nên là tôi nói là hoàn toàn là sự thật. Và ba cái yếu tố đấy kết hợp lại thành ra là nó be bét như vừa rồi các bạn biết đấy. Người bị thật, điểm nhất là điểm toán, các cháu đi làm về là thường là các cháu sẽ có những cái đề toán ấy, là các cháu sẽ biết được là mình sẽ được ở tầm bao nhiêu, cho nên là những cái đứa mà nó trượt thật ấy, là nó sẽ xác định được là đấy là các cô chấm ngu, các thầy cô chấm ngu. Còn những cháu mà biết là trượt thật nữa rồi ấy, không phải là đạt được số điểm đúng, đạt số điểm đấy là đúng ấy, thì lại báo với bố mẹ để làm đơn phúc khảo, để chạy tiếp điểm, làm mấy chục chạy điểm để vào, để đỗ trở lại, để vào trường cấp 3 công lập. Điều đấy là điều hiển nhiên đang xảy ra, và chính vì thế nó vẫn be bét, nó lên đến 2.000 cái đơn xin phúc thẩm. Và đồng thời khi chấm lại thì các bạn thấy dài dãi và dài những danh sách những cháu từ 3 điểm lên 9 điểm, từ học sinh giỏi toán cấp tỉnh mà bị trượt năm, cũng không bị trượt, bị đường có 5,5 điểm thôi, nhưng chấm lên nó cũng lên cao đến như thế. Thì các bạn biết rằng là trình độ của giáo viên nó chả ra cái thể thống cống rãnh gì, xong lại kết hợp với một cái thể chế cho tham quan tham nhũng, kết hợp với một cái ông đầu ngành gọi là đang muốn làm tiền để bù lại cái tiền mà đã chạy chức chạy quan, thế là thành ra nó be bét như thế đấy các bạn ạ. Đấy, nó be bét như vậy là vì vậy đấy. Mẹ mày lên được một cái chức đấy cũng chạy khối tiền để đi quan hệ này nọ, phong bì phong bao, lên khối tiền bây giờ thì cũng phải vợt lại tí, vợt lại tí, chả còn cách nào khác là chạy quyền chạy chức, chạy quyền chạy chức mất tiền rồi thì bây giờ chúng ta lại ăn lại của học sinh. Thế cho nên là tiếp tới này này, các bạn sẽ thấy có một phong trào là ví dụ như thằng Đà Nẵng ấy, thằng tỉnh Đà Nẵng ấy,
nó đã ra một cái quyết định là miễn học phí cho học sinh từ cấp 1, từ mầm non cho đến học sinh cấp 3. Nhưng các bạn biết rồi, cái tiền của học sinh ấy được miễn học phí nhiều. Mầm non, à, tiểu học ở nông thôn, trường cấp 3, tức là trường loại 3 như của trường tôi, nó chỉ có 20 mấy nghìn thôi mà. Nó không đáng bao nhiêu, cái tiền học phí nó không đáng bao nhiêu đâu. Nếu tiền học phí theo đúng quy định nhà nước nó không đáng bao nhiêu. Và nó miễn cho cái tiền đấy nghe rất là oai. Nhưng thực ra này, tiền quỹ lớp này, tiền hội phụ huynh này, tiền nọ tiền kia cộng vào nó lên đến tiền triệu. Chứ nó không phải đơn giản là cái tiền học phí. Tiền học phí nó rất là ít, nó không đáng là bao nhiêu. Cho nên họ toàn nị dân nhá. Em Trần Hoan lên chia sẻ tí không? Ngành giáo dục em còn lạ gì nữa. Trời ơi, tôi chị vừa nói đấy Trần Hoan, ngành giáo dục nó đang bê bết. Vì sao? Vì là do phụ huynh tác động vào trong cái việc chạy trường chạy lớp cho con. Những cháu mà bị trượt thực sự thì lại về được có bố mẹ làm đơn phúc khảo để bù tiền vào để cho được điểm để lên. Còn những cháu mà trượt thực sự thì không bị trượt mà nó bị đánh trượt thì nó phúc khảo lại, nó phải lòi cái đuôi ra là các thầy cô dạy ngu, dạy học chấm ngu chấm dốt. Trần Hoan lên chia sẻ tí vì em cũng là một người ở trong ngành giáo dục thì em lạ gì nữa. Đấy, nên là các bác thấy chưa, một cái thể chế nó tham nhũng và nó tham quan, nó bắt nguồn từ mọi mọi cái thứ, nó dồn dập đến. Và trong một cái điều kiện của một giám đốc sở giáo dục đang được mẹ mùa tuyển sinh là mùa kiếm bội tiền mà. Thế cho nên ngày xưa tôi mới kể chuyện cho các bạn nghe, nên người dân mình là hoàn toàn bị thao túng. Vì sao? Vì một cái con bé mà nó ở cùng với tôi đấy, gọi là con Thu Bảy Tỉnh, nó nằm trong trại giam với tôi đấy, nó kể chuyện như thế này thì tôi mới thấy là dân nhà mình chỉ thích ưa hình thức thôi. Mọi chị có biết không, em mới học xong lớp cấp 3, em mới học xong cấp 3, em đi lấy chồng nên là gì có trình độ gì đâu. Thế nhưng mà nó lừa, mà nó gọi là lừa Thu Bảy Tỉnh luôn. Riêng tỉnh Tuyên Quang nó lừa 120 nạn nhân chỉ vì là nó có một cái vỏ bọc rất là hoàn hảo. Nó em đi lấy chồng thì ở Hưng Yên. Thế là bố chồng em chết chị ạ. Em có lúc đấy em có một ít vốn, gọi là mới lấy chồng thì gia đình nhà mình em cho tất cả em dồn vào em vay nữa. Em thuê 5 cái siêu xe đến dự tang lễ bố em nhá, 5 cái siêu xe. Em thuê toàn bộ vòng hoa, mỗi vòng hoa em ghi một cái. Em mua rất nhiều vòng hoa và mỗi vòng hoa em ghi toàn ban lễ to ở Trung ương thôi. Ông Trung ương nào đến đấy mà công nhận, ông mà bảo rằng là đấy không phải vòng hoa của tôi. Toàn là những ông tai to mặt lớn, em viếng, tự viếng bố em. Em thuê bọn siêu xe đến, mặc bộ đồ đen đến, kinh hoài lắm. Thế là thôi, đi một dàn, thuê tiếp 3 dàn kèn đồng, khóc 3 ngày 3 đêm bố. Thế là thôi, dân tỉnh Hưng Yên là coi như là cảm thấy là cô Thu này là phải là quan hệ tầm cỡ cấp quốc gia rồi. Thế là cứ mang tiền đến cho cô Thu thôi. Thế là cô Thu ôm một mớ tiền, nhá, ôm một mớ tiền để chạy vào trong các ngành của tỉnh Hưng Yên. Và nó lan truyền lên, nó lên đến Tuyên Quang, nó thuê một cái căn chung cư đẹp nhất của Cang Nam ở Hà Nội. Nó cho hết tất cả mọi người lên trên đấy để nhận thấy nhà nó to như thế, nó thuê siêu xe nó đi. Thế là bao nhiêu tiền vào hết túi cô Thu. Cô mua một phát 36 mẫu ruộng ở chân cầu Triều Dương, thẳng cánh cò bay. Mẹ mày, thế là thôi, dân mình là oai là sĩ, nhìn thấy ui dồi ôi, những cái đứa nó đi siêu xe rồi là nó nhà cao cửa rộng đấy, có biết đích đâu là nó lừa mình. Nó toàn tạo ra một cái vỏ bọc như thế để nó lừa mình. Và chính những cái điều đấy làm cho người dân mình đến khi ngã ngửa ra thì biết là nó toàn là tiền đi vay và nó đi thuê. Chứ còn ví dụ như là Huệ Như này bây giờ mà biết có gì xong đang bị công an nó đeo đuổi này này, nên mà nói đến vay tiền là khổ lắm đấy. Thế nên là làm gì có ai người ta cho mình vay, vì là người ta biết mình không hào nhoáng, không sĩ diện được như thế. Thế cho nên là nói thật với các bác này, người dân mình còn u mê lắm. Và ngày hôm nay nhá, tôi nói với các bạn rằng là để có cái thành quả như ngày hôm nay, để mà Đảng Cộng sản Việt Nam họ ấy dẫn dắt được một cái dân tộc đi vào cõi u mê như thế này, thì là các bạn phải tự nhìn nhận lại mình đi. Bà con mất đất được cồn xanh kia kìa, bao 2 năm nay rồi đấu tranh, 2-3 năm nay rồi đấu tranh kinh khủng luôn, đoàn kết lắm. Nhưng mà nghe lời của công an nó thổi vào tai, nó bảo là đừng nói với cái đám cái chị này. Ví dụ như ở Nam Định ấy, nó hay dè chừng em Trần Thu Thủy, và ở Thái Bình thì nó hay dè chừng tôi, và cũng cả cái nước này nó dè chừng tôi ấy. Thế nên là tôi kinh nghiệm truyền lại cho bà con rằng là này, những người nào mà công an nó càng bảo là đừng đưa thông tin thì các bạn càng phải đưa thông tin cho người ta.
Vì sao? Tôi hôm nay tôi nói với một anh mất đất nhá. Anh ấy mất đất đến khóc, anh kêu gào lắm, anh nhắn cho tôi nhiều và anh gọi điện cho tôi nhiều nhưng tôi không đưa thông tin. Bởi vì sao tôi nói này này? Cái thứ nhất rằng là anh có gào mấy thì gào, nhiều người xem nhưng anh chỉ là cá nhân anh thôi. Nhưng như em đây này, em là người ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng mà. Em không kêu gào cho em kêu gào cho anh và kêu gào cho nhiều người khác nữa thì nó sẽ thành một cái chuỗi ra để cho Đảng Cộng sản họ biết rằng là cái bộ mặt của họ là quá xấu xí nếu họ không giải quyết những trường hợp như thế này. Nó thành một cái chuỗi rất là xấu hổ các bạn ạ. Mà tôi thấy rằng là họ ấy, những người đại diện của Đảng Cộng sản hiện tại bây giờ họ thiếu cái lòng tự trọng. Nó mất cả những cái nhân tính đã đành rồi nhưng thiếu cả lòng tự trọng để cho dân ngày đêm sáng tối người ta đi kêu khóc như thế mà không có một cái biện pháp nào xử lý hữu hiệu ngoài cái việc mà mang quân đến chèn ép người ta, giống như ở Cồn Xanh hôm nay đấy, điều quận độc quân cả ở tỉnh Ninh Bình sang và hai người xốc nách hai bên để mà ép dân xóa những cái clip đưa lên trên mạng rồi là ép dân phải xóa lên trên trang mạng. Thì tôi thấy các bạn là rằng cái đấy là sự nhục nhã và đê hèn của Đảng Cộng sản. Tôi nói thật mà, bởi vì trong cuộc chiến giành dân như thế này này, người Đảng Cộng sản đang mong muốn là lấy được lòng dân, vậy thì họ đừng đẩy dân ra xa trong cái quá trình mà họ ấy giải quyết sự việc như thế. Thực sự, bởi vì là họ càng đàn áp dân bao nhiêu thì lòng dân càng phẫn nộ bấy nhiêu. Ngày hôm nay có thể họ chưa phẫn nộ vì là họ vẫn họ đã phẫn nộ nhưng họ chưa dám nói ra, nhưng rồi gặp một cơn bão ập đến thì người ta sẽ cuốn theo cái dòng nước đấy, cuốn theo cái cơn gió đấy và Đảng Cộng sản sẽ bay lúc nào không biết. Các bạn cứ tin tôi đi. Bởi vì là các bạn nhìn xem những bọn bò trên trang thì các bạn sẽ cho thấy những bọn bò đỏ nó bò vào trong trang thì các bạn sẽ cho thấy rằng là cái trình độ dẫn dắt của Đảng Cộng sản nó đi đến đâu. Toàn bọn đấy vòng đi vòng lại quá mõm con dư luận viên này đi lại. Tao không phải là dư luận viên, khổ thật, tao là con người, tao lao động chân chính và tao làm ăn chứ tao không cần phải đi mẹ mày nhận lương của bố con thằng nào hết. Đấy. Cho nên là nhìn từ cái bọn dư luận viên thì sẽ thấy là người cầm đầu của chúng là ai, mà chính tôi nhé. Tôi đã từng nhắn tin cho bạn tôi, bạn 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 trai từng thời học phổ thông làm rất to ở trong hiện tại bây giờ đang làm rất to ở trong gọi là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cũng là người có tham gia vào trong cái việc mà những cái mà văn bản về an ninh mạng này nọ, tức là tại sao lại đi sử sử dụng một cái đội ngũ gọi là dư luận viên nó rất là dùng những cái từ gọi là bẩn bựa đến như vậy. Thì anh chỉ trả lời tôi rằng là cái đấy thì quả thực là nó là cái chỉ đạo và chỉ sử dụng những cái đội ngũ như thế thì nó mới vô công rồi nghề để nó làm thôi. Chứ còn nếu như mà với những người người ta có trình độ, có hiểu biết và có trí thức thì tất nhiên là người ta không bao giờ người ta đi làm cái việc đấy rồi, và các cái ngôn từ họ dùng nó cũng sẽ không bao giờ như vậy. Cho nên là chúng ta không cần phải nói quá nhiều về cái bọn dư luận viên nữa, và chúng ta chỉ cần một điều này này, người dân dám nói lên trong một cái điều kiện và trong một cái chuỗi sự kiện nhất định thì nó sẽ có tác dụng lớn hơn. Giống như ngày hôm nay toàn người dân họ đưa ra thì chúng ta mới biết được cái thông tin rằng là con nhà người ta bị như thế, chứ nếu người dân họ không dám đưa thông tin thì làm gì có chuyện như thế. Và ngược lại thì tôi cũng rất là hoan nghênh cái việc mà Ủy ban dân tỉnh Thái Bình cũng như là Công an tỉnh Thái Bình đã vào cuộc một cách nhanh chóng để mà giải quyết cái sự việc này ngay trong tỉnh Thái Bình. Bởi vì là tôi thì tôi cũng rất là ghi nhận như này này, cái lần trước ấy tôi rất là ghi nhận luôn, cái gì họ làm đúng là mình phải công nhận chứ mình cũng không thể 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 nói rằng là nó đi ngược lại được. Khi mà tôi đưa thông tin của cái một cái đứa con đường ở dưới Tiền Hải đấy, Tiền Hải Thái Bình đấy, khu vực Đồng Châu, tôi xuống tận nơi mà thì bà con nhắn tin cho tôi bảo là vậy Như ơi, buộc em phải lên tiếng giúp bọn chị thôi chứ bây giờ là đường thì làm gần xong rồi, ngày mai là công ty nó sẽ rút quân rồi mà hôm nay nó rải lật cuối cùng thôi, mà rải đúng như kiểu là ngửi nhựa, đường ngửi nhựa, nó không 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 có tác dụng gì đâu, chỉ nó chỉ rút quân đi cái là nó sẽ sộc lên thôi và nó không làm những cái, nó không lu lăn theo đúng cái quy trình đấy. Những người mà người ta có làm cái về 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 về, về kỹ thuật về về xây dựng hay là người ta biết, chứ tôi thì tôi không biết. Thế thì tôi bảo là thế quay cho em xem một đoạn xem nó có đúng như thế không, bởi vì mình phải xác minh. Thế sau đấy thì tôi cũng xuống thì tôi thấy đúng như thế thì tôi về tôi đưa thông tin lúc 11 giờ. Tôi đưa thông tin đấy lên trên trang mạng của tôi thì đến 1 giờ chiều thì chính công an huyện Tiền Hải đã gọi điện cho tôi nhá. Bảo rằng là thôi chị gỡ bài đi vì là đã có chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh Thái Bình để giải tiếp hai lớp nhựa nữa và lăn lu lại và làm hoàn thiện cái con đường theo đúng cái quy trình của nó, còn nếu không thì sẽ bị kiểm điểm
và không không quyết toán công trình, cho nên là công ty đấy cũng đã lập tức là đã phải sửa ngay lập tức và lùi cái thời gian hoàn thiện lại mấy ngày để hoàn thiện cho xong toàn bộ cái công trình đấy. Thế vậy thì chúng ta phải công nhận rằng là họ đã vào cuộc một cách nhanh chóng và giải quyết được ngay cái vấn đề của dân để không để cho nó bị ấy ra. Mà dân phải biết rằng là cái tiền làm đường đấy là tiền của mình chứ không phải tiền của doanh nghiệp. Tiền cắt từ thuế của dân ra là tiền của mình chứ không phải tiền của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nó chỉ nhận cái công trình đấy nó làm thôi. Và nếu như bà con không nói thì ngày mai khi mà cái công trình đấy của chủ doanh nghiệp đấy nó rút đi rồi, nó rút hết máy móc thiết bị đi rồi, nó không còn làm ở đấy nữa thì bà con có kêu mãi nó cũng không bao giờ nó đem một cái máy lu máy ủi nó từ tận đâu về nó làm lại cho bà con đâu. Cho nên là ngay lập tức khi có cái chuyện gì xảy ra trong địa phương mình là bà con lập tức phải lên tiếng và lên tiếng càng nhiều càng tốt. Tôi nói thật với các bạn đấy, như hôm qua tôi nói rằng rõ ràng luôn, như gia đình nhà tôi luôn, ông Đặng Văn Viên ở thôn Đông Vinh, xã Vũng Vinh, huyện Vũ Thư Thành, tỉnh Thái Bình nhé, chứ không phải là người ở nước ngoài Canada gì cả đây cả nhá. Đố anh an ninh Thái Bình là mà dám xuống nói láo nói lếu với bố mẹ tôi, kể cả với tôi luôn cũng không bao giờ dám nói láo nói lếu. Cái việc họ bắt lén tôi ấy, bởi vì sao? Vì họ không khuất phục được tôi, họ phải bắt lén. Nhưng khi bắt lén lên rồi, tôi nói thật, tôi làm việc ở đấy 24 giờ, PA09 Thái Bình, mấy bạn ấy còn bảo là chị đúng là đằng đẵng, vui thì chị cười, buồn thì chị khóc, buồn ngủ thì chị lăn ra chị ngủ, mà hết buồn ngủ thì chị lại dậy chị làm việc, không dám láo lếu với tôi luôn. Bởi vì mình trở thành một con người đúng đắn là một, cái thứ hai là lời nói của mình đúng mức, có giá trị, có trọng lượng, có sự thật, và không cái gì đập lại Đảng Cộng sản Việt Nam bằng sự thật. Tôi khẳng định với các bạn đến giờ phút này, họ càng láo lếu bao nhiêu, họ càng tuyên truyền để bao nhiêu thì chúng ta càng lấy sự thật để chúng ta đập đập lại mặt họ. Cứ sự thật chúng ta đập lại. Tôi vẫn thường xuyên nhắc nhở với bà con khi mà livestream cùng với tôi hoặc là lên tiếng trên trang mạng xã hội cũng vậy. Đừng ai nói quá lên sự thật. Cứ hoàn cảnh của chúng ta bị áp bức như thế nào, bị mất đất như thế nào, bị oan sai như thế nào, chúng ta nói đúng sự thật, phản ánh đúng lại sự thật. Như thế đã là đủ rồi. Chỉ cần chúng ta tôn trọng sự thật, bởi vì là chúng ta mà lại cũng láo lếu như họ, chúng ta cũng đưa thông tin sai như họ thì khác gì họ ấy. Họ đang dùng những cái tuyên truyền gọi là mị dân, mà tôi cứ nói đùa trên trang của tôi là mị trâu thì lấy trọng thủy, còn mị dân thì lấy trọng lú, cho nên là cộng sản bây giờ nó mới tồn tại đến bây giờ là vì vậy đấy. Cho nên là khi mà họ càng tuyên truyền sai sự thật thì chúng ta cứ sự thật chúng ta đập lại, thì chắc chắn rằng là một ngày không xa toàn dân sẽ phải hiểu ra được rằng là thể chế này nó đang nát be nát bét, và cần người dân cần phải có một cái nhân quyền, cần phải có một cái lá phiếu trên tay. Còn cái việc lá phiếu trên tay rồi thì tôi chẳng kêu gọi đàn lật đổ Đảng Cộng sản bao giờ cả, nhưng có lá phiếu trên tay tự những người có nhận thức người ta sẽ biết là bỏ cho ai xứng đáng. Biết đâu đấy lúc đấy mẹ mày giống như bố tôi lại nói là bốn ông tư trụ của ông mà để bỏ bỏ phiếu đằng thẳng với dân thì còn thua cả con gái tôi, biết đích đâu lúc đấy mẹ mày thua cả Huệ Như đúng không? Huệ Như lại lên là làm mẹ cầm quyền một đảng dẫn dắt dân tộc Việt Nam hay quá. Thôi nói thật đùa với các bạn như thôi, chứ cuộc đời người phụ nữ thì nói thật với các bạn là chỉ mong muốn có được một tấm chồng để mà nương tựa, và nhất là khi mà tuổi già đã đến thì nương tựa với nhau để yêu thương nhau thôi, chứ tôi không có nhu cầu về chính trị quá mức để mà dấn thân vào chính trị đâu. Tôi chỉ mong muốn rằng người dân của mình, bà con của mình bớt khổ, và đảng của tôi đang đi là tôi đi trên con đường đảng đảng nhân dân, chứ tôi chẳng đảng nào cả, tôi chẳng cờ đỏ, tôi chẳng cờ vàng, tôi chẳng cái cờ đỏ nào hết, tôi chẳng tôn vinh cá nhân nào hết, tôi chỉ đứng về phía nhân dân tôi để làm sao mà toàn bộ người dân đừng kêu gào trong thảm thiết, trong vô vọng nữa. Mà khi mà người dân đã nhận ra, thức ra được cái vấn đề rồi thì người dân phải tự hiểu rằng cái thể chế này nó tạo ra cái mất đất hàng loạt như thế cho bà con. Chứ còn nếu như mà cầm súng mà giết nhau thì nói thật là các bạn lại vào tù, cho nên là họ phải có con dấu và chữ ký, mà con dấu chữ ký đấy là của ai? Nó của Đảng Cộng sản Việt Nam, chứ có một người nào không phải là đảng viên mà họ có quyền hành trong cái cuộc chơi này không, để mà cướp đất của các bạn. Mà nhất là như ví dụ như cái các bạn vừa xem lại trên trang cá nhân của tôi thì thấy đấy, họ điều động đến cả những cái tỉnh khác về, công an tỉnh khác về thì họ phải có quyền hành và con dấu ở trong tay, và điều đấy thì rõ ràng rằng là chỉ có là Đảng Cộng sản Việt Nam nắm quyền hành điều hành đất nước thì có thể làm được điều đấy thôi. Cho nên là chúng ta lên tiếng đi, tất cả mọi người cùng lên tiếng nhá. Và họ đang quá là đẩy dân ra xa rồi thì chúng ta cần phải
yêu thương họ, xích lại họ gần hơn. Cho nên chúng ta góp ý một cách chân thành, cứ đưa sự thật lên, em mời anh Hùng Điêu Linh lên tí rồi là cho nó vui. Mời đi, làm cái gì đi cho em mời nào. Cho nó cứ ghi được cấm đăng cho anh Hùng. Còn tôi nhắc lại cái kinh nghiệm đấu tranh cho bà con này, là họ càng cấm các bạn tìm đến ai, bởi vì họ sợ mà, họ sợ lắm. Bây giờ bà con đưa tin cho Huệ như đấy, những cái clip của bà con đấu tranh ở Cồn Xanh đấy, xấu mặt của Đảng Cộng sản như thế, của công an như thế, vào tay Huệ như có lâu mới xóa được, nhưng vào tay bà con nó xấp nách hai tay hai chân, nó khênh đi như khênh con lợn ấy. Các bạn nhìn ở cái clip hôm qua, khênh đúng như con lợn luôn. Bốn đứa nó khênh, hai đứa nó khênh chân, hai đứa nó khênh tay, một đứa nó đỡ đầu, nó khênh như con lợn luôn, và nó xóa hết toàn bộ những cái clip đấy, coi như là vô, không có chứng cứ luôn. Nhưng vào tay Huệ Như không xóa được, thế là thành ra là nó lan truyền cả thế giới, nhìn thấy cái bộ mặt bẩn bựa và xấu xa của chúng nó. Thế cho nên là nó sợ lắm, nó sợ đưa thông tin cho tôi lắm. Thế nên là cả bà con cứ yên tâm rằng là tôi đứng về phía bà con, chẳng theo đảng phái nào cả, chẳng cờ đỏ của ông Nguyễn Phú Trọng, mà cũng chẳng cờ vàng của Đào Minh Quân nào hết, cũng chẳng phải cái gì Vương Quân, Đào Minh Quân nào hết. Tôi không theo ai cả, tôi theo nhân dân, và tôi muốn nhân dân tin tưởng tôi để mọi người cùng đấu tranh cho cái công cuộc mà Đảng Cộng sản đang cướp đất rồi cướp những cái quyền của người dân như thế. Rất mong mọi người là phải tin tưởng vào cái việc như thế, đừng có nghe nó tuyên truyền, nó cứ bảo rằng là theo cờ nọ cờ kia. Trời ơi, các bạn phải biết rằng là nếu theo cờ nào ấy thì chúng ta phải đánh đổi cả cái sự nghiệp con người của chúng ta, và chúng ta phải đánh đổi bằng số tiền rất lớn, chứ còn không có cái tiền nào để có thể ai họ đưa cho mình một cách đơn giản như vậy đâu nhá. Và đặc biệt là Huệ Như chưa là cái tầm thổ tả chết tiệt gì để cho một đảng nó phải đưa tiền ra mà đi đấu tranh, khẳng định với các bạn như thế. Tôi chưa phải là cái gì để mà đến nỗi mà cái đảng nào đấy nó phải mua chuộc tôi bằng tiền. Tôi chỉ là một người dân thôi, là cái đất gì mà đảng nào đấy nó phải đưa tiền cho tôi để đi đấu tranh cho họ. Nó không có một đảng nào thế đâu. Nên là các bạn phải biết rằng là như càng công an nó càng tuyên truyền, các bạn đừng gặp ai thì các bạn đừng, cứ nên gặp người đấy. Và bản thân tôi ngày xưa tôi đấu tranh BOT có hiệu quả, và mọi người biết đến tôi, và cái sức lan tỏa của BOT các bạn biết rồi. Tân Đệ bị dỡ bỏ, Mỹ Lộc thì phải làm một đường cho dân đi, phải hạ phí BOT từ xuống 50%. BOT T2 Cần Thơ bây giờ không thu lại được cũng phải dỡ bỏ từ ngày đấy. Rồi là BOT cái gì đấy, Cai Lậy cũng không làm lại được, và rất nhiều. Và hơn nữa là Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải ra một cái quyết định khẩn cấp rằng là không được phát triển BOT trên đường quốc lộ nữa. Đấy là một cái điều mà các bạn biết rằng là thành quả rất lớn trong BOT. Và để có cái thành quả đấy là tôi phải đi tìm gặp những người công an nó không cho gặp, thì cái sức lan tỏa nó mới nóng như thế, và những người đấy người ta mới dám lên tiếng cho mình. Ví dụ như anh Lê Dũng Bô Ba, lúc đấy cái lượng theo dõi Facebook của anh nó đang rất lớn, tôi phải tìm gặp đến anh chứ. Anh ơi, anh giúp em, anh đưa hộ em cái thông tin này lên để cho bà con cả nước tiếp cận, để cho dân người dân cả nước tiếp cận về những cái sai phạm của họ ấy. Tôi phải tìm đến anh Đoàn Bảo Châu, một võ sư mà có tiếng đấy trên Hà Nội, lúc đấy lượng tương tác của anh cũng lớn. Anh ơi, anh đưa hộ em cái thông tin này, phải quỳ lệnh, không phải quỳ lệnh mà phải báo với các anh ấy, xin phép để các anh ấy đưa lên cho, chứ không phải như bây giờ bà con các anh vào mẹ hết tù rồi, và bây giờ chỉ còn một mình Huệ Như nói lên, là Huệ Như phải cố gồng mình lên để gồng gánh cho bà con đâu. Ngày đấy tôi phải tìm đến các anh để mong các anh ấy chia sẻ những cái thông tin đấy để cho nhiều người biết về cái sai phạm của BOT, thì mới có cái sức tập trung lại để mà đấu tranh. Chứ còn bà con đấu tranh trong cái khu vực đấy nó không ăn thua, nhưng không ăn thua, chỉ trong khu vực Cồn Xanh sao không không ấy, thì người dân người ta có xem, người ta cũng chỉ xem, người ta biết vậy thôi, chứ người ta không có một cái lý lẽ gì để đấu tranh cùng với bà con đâu. Cho nên bà con phải tìm đến những người mà có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, có những cái điều kiện để mà người ta phân tích lý lẽ ra để cho bà con. Ví dụ như bà con Cồn Xanh chỉ biết là mình mất đất, và cái đền bù của chính quyền nó có 70 triệu trên 1 hecta, 1 hecta, mà 1 hecta thì nó tương đương với 10.000 mét vuông, và 100 triệu cho một căn nhà. Thì bà con chỉ biết thế là nó không thỏa đáng thì đấu tranh thôi, chứ có biết đích đâu rằng là cái việc mà nó lấy đất ven biển đấy để nó làm những cái dự án thép, nó là xuyên suốt trong cả một cái đất nước Việt Nam này, nó những cái nhà máy thép nó đều đưa về ven biển để nó nguy hại hơn là cái việc là nó làm cho cái việc môi trường nó bị hủy hoại khi mà nó xả thải thẳng ra biển. Những cái điều đấy chỉ có những người đấu tranh người ta có thể xuyên suốt được, vì người ta biết được là ở Lộ Diêu nó sẽ
nó sẽ cưỡng chế này, rồi ở Formosa nó đã từng xảy ra và bây giờ tiếp đến là ở Cồn Xanh nó sẽ là như vậy. Nó là những cái bài học trước và những bài học đang diễn ra và xuyên suốt lại trong cả một cái chiều dài đất nước, thì chúng ta sẽ có lên được cái khái quát để chúng ta nhìn nhận ra cái vấn đề mà chúng nó đang muốn làm cái gì, đang muốn làm cái gì. Chứ còn nếu như bà con Cồn Xanh thì họ chỉ nhìn nhận ở cái mức độ là họ mất đất thôi, và chính vì thế là nó chỉ ở trong cái khu vực đấy thôi, nên bà con đấu tranh đến mấy năm nay nó không có kết quả. Nhưng mà sáng nay khi mà tôi bảo là tôi cố gắng trả lời những cái phỏng vấn, mặc dù là đã giấu tên, giấu tuổi, giấu hình ảnh, nhưng bà con thì cũng không dám. Bởi vì sao? Vậy vẫn cứ nghe tuyên truyền của Đảng Cộng sản, vẫn mặc áo đỏ chặt, đỏ 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 au đi, rồi là cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới để mà đấu tranh, và mong muốn rằng là khi mình mặc cái áo đấy là nó sẽ không dám bắt. Nhưng nó có cứ để ý đấy, nó khinh như khinh con lợn, nó khinh như khinh con lợn luôn. Nó cứ để ý gì ông có mặc màu đỏ trên màu mặc cả đến áo Nguyễn Phú Trọng, dán cả Nguyễn Phú Trọng lên trán nó cũng bê đi, vì Nguyễn Phú Trọng nó chôn rồi, Nguyễn Phú Trọng nó chôn rồi. Nó không có cái gì để mà lấy đâu, mà cái lợi ích của người ta ở đấy, cái lợi ích của Đảng Cộng sản ở đấy, của nhà cầm quyền Cộng sản ở đấy nó rất là lớn. Nó cả 10 hàng bao nhiêu nghìn hecta, bao nhiêu nghìn hecta ở đấy, hàng nghìn hecta ở đấy, thì là cái Cộng sản nó cái quyền lợi của nó rất lớn. Nó sẽ cho thuê đất và nó sẽ hủy hoại môi trường, và cái tập đoàn Xuân Thiện khi nó vào đấy thì các bạn biết rồi, nó chính là người, tập đoàn Xuân Thiện nó chính là vừa người vừa rồi là cái tập đoàn đầu tư cho cái đội bóng đá Thành Nam vừa rồi lên vô địch, họ đầu tư lớn. Thế cho nên là cái lợi ích kinh tế từ một cái tập đoàn nó đang thao túng nên nó lớn hơn là cái quyền lợi của người dân. Họ không đặt cái quyền lợi của người dân lên trên, và họ đặt quyền lợi của doanh nghiệp lên trên để họ thu được những cái đồng tiền như thế, thì là cái quan tham nhũng lúc này nó sẽ được hưởng lợi. Cho nên là bà con phải nghĩ một điều sâu xa hơn là càng mình càng không dám nói, và mình càng im lặng thì mọi việc nó càng bê bối và đấu tranh càng dài càng không có hiệu quả, chỉ là mất sức thôi. Cho nên là hãy nghiêm chỉnh lại để mà nhìn nhận lại xem cái đường lối đấu tranh của mình nó đã đúng hay chưa. Còn tất nhiên là tôi rất là hoan nghênh cái tinh thần của bà con là rất là đoàn kết, cả làng cả xã cả tổng kéo nhau ra, các bạn là từ trẻ em đến người già rất là đáng thương, họ kêu họ khóc nhưng mà không giải quyết được gì, và ngược lại thì nó lại dẫn đến một cái cuộc đàn áp ngày hôm qua đấy. Đấy, các bạn biết từ trước giờ tôi có nói gì đến Cồn Xanh đâu, thế mà nó vẫn đàn áp đấy thôi. Thế vậy thì nếu như mà các bạn livestream với tôi, đưa thông tin lên từ lâu rồi, giống như là các bạn đang nhắn tin với tôi ấy, mấy lượt bao nhiêu người nhắn tin với tôi mà, nhưng mà không ai dám livestream, không ai dám lan tỏa vì chỉ sợ là nó sẽ đàn áp. Nhưng cuối cùng đấy, các bạn rất là tôn trọng pháp luật, các bạn cũng nghe theo nó, không không dám đưa thông tin, cuối cùng nó vẫn đàn áp với tôi. Nó còn thậm chí nó còn gọi cả thêm quân từ tỉnh khác để nó đàn áp, bắt băng được xóa hết các clip luôn. Rất may rằng là Huệ Như thì lại không bị phụ thuộc vào ai cả, cho nên là những cái clip ở trên Face của Huệ Như nó vẫn còn nguyên, và bộ mặt của họ ấy thì các bạn nhìn thấy, dân một thì quân 10, dân dùng mồm thì nó dùng loa, dân dùng xe máy thì nó dùng các cái loại vũ khí hiện đại hơn, trong đấy có cả mẹ này vòi rồng, có cả cái gì phòng cháy chữa cháy đấy. Những cái xe mà tôi đưa lên ở trên trang Facebook, các bạn phải theo dõi cả song song hai cái Facebook của tôi nhé, Facebook Đặng Như Huệ và Facebook Huệ Như, và cái số lượng mà người ở trên Facebook của tôi là nó đã đầy rồi, thì các bạn chỉ cần ấn vào đấy là theo dõi, là có thể là theo dõi được. Tuy nhiên rằng là các cái buổi phát livestream của tôi bây giờ ấy thì nó đang bị hạn chế, là nó sẽ không thông báo rằng là tôi đang phát livestream đâu. Cho nên là mọi người cố gắng là mỗi ngày muốn cập nhật thông tin thì cố gắng là vào 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 trang công nhân cá nhân của tôi để xem, chứ nó không hiển thị các bạn ạ. Bởi vì là thậm chí là tôi phát livestream còn không nhìn thấy các một số những cái comment của mọi người nữa cơ. Cho nên là mọi người cũng hiểu rằng là cái vị thế của tôi lúc này ở trong cái gọi là cái số má ở trong trong phía bên an ninh nó hơi cao ấy, nên là các bạn nên là cứ hay để ý, cho nên là nó cứ được quan tâm quá mức ấy, cho nên là nhiều khi là nó như thế, nên là mọi người thông cảm đấy. Cổ con điếm được làm à, nói chuyện con điếm của cái bạn xua 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 trường này, bạn ấy nói nhá. Thế thì tôi nói với bạn xua trường như thế này này, riêng với Đảng Cộng sản ấy mà cứ không động đến lợi ích của nó thì làm điếm cũng là một nghề cao quý đấy. Riêng với Đảng Cộng sản mà làm điếm cũng là một nghề cao quý, vì cứ không động đến nó là nó sẽ cho mẹ mày làm điếm cũng được, buôn ma túy cũng được, làm cái gì chả được. Anh Lê Hoàng, về ăn cơm thôi, yên tâm đi, anh cứ nấu đi, đến lúc em ăn cả nồi, em ăn cả anh.
Đấy, riêng với Đảng Cộng sản cứ không động chạm đến quyền lợi của họ để cho họ tràn lan tham nhũng, và họ muốn làm gì làm, họ phá tan hoang cái đất nước này ra. Thì nói thật với này, mày ấy, là làm điếm nó cũng là một nghề cao quý đối với Đảng Cộng sản, mà thực tế là Đảng Cộng sản bây giờ đang đang đổ điếm ra để kiếm tiền đấy thôi. Các bạn thử thống kê cho tôi xem bao nhiêu người đi xuất khẩu lao động, bán sức lao động làm nô lệ chứ là cái gì? Là cái ông vương, cái ông tướng đi sang lấy móc cứt để đem tiền về cho Đảng Cộng sản, thì đấy nó là cái gì nhá? Và bao nhiêu gái đi làm tiền ở Thái Lan, làm gái làm tiền ở ở các quốc gia khác như Campuchia hay là ở bên Lào nhá, thì đấy mang tiền về trong nước để mà tiêu, làm điếm ở nước ngoài, một nghề cao quý đem về tiền về cho Đảng Cộng sản của chúng mày đấy. Nên là cứ không động chạm đến quyền lợi của Đảng Cộng sản ấy, điếm cũng là một nghề cao quý, còn tao đã động đến mẹ mày lợi ích của những đảng viên Đảng Cộng sản ấy, và đặc biệt là những bọn quan tham ấy, thì tao có làm cái gì thì đối với Đảng Cộng sản nó cũng là một nghề gọi là phản động nhá. Nhưng tao phản động thì dân tao ok chấp nhận hết, mẹ bố tiên sư. Còn riêng với Đảng Cộng sản ấy thì cứ càng mẹ mày làm điếm cũng được. Chính chúng nó nói với tôi đây, chị muốn làm tỷ phú tôi cho chị làm chị tỷ phú. Con người đàn bà thì có cái gì, nói một cách nhanh và vuông này, ai thì cũng có nhu cầu tâm sinh lý như nhau. Thằng đàn ông nào thì chả muốn có con đàn bà để trịch. Con đàn bà nào mà không có đàn ông thì mẹ mày có mà ra con người, nó ra con gì, con vật, nó còn phải biết yêu thương nhau. Cái chuyện đấy nó rất là bình thường. Thế nhưng mà cái bọn dư luận viên thì mồm nó thối mà, nên tôi phải chửi một tí để cho chúng nó sáng mắt ra, và cũng là để cho mọi người hiểu rằng là riêng với Đảng Cộng sản, tôi nhắc lại một lần nữa này, đối lập với không đối lập với kinh tế với nó, im mồm cấm khẩu để cho chúng nó muốn làm gì cái đất nước này thì làm ấy. Thì nói thật với các bạn rằng là làm điếm nó cũng là một nghề cao quý, và chúng nó đang sử dụng cái việc làm điếm và đi bán sức nô lệ của người dân để nó kiếm tiền đấy. Hôm nay ngay trong chính livestream, à trong chính cái bài viết của tôi bạn ạ, các bác ạ, có hẳn có một thằng đi lao động xuất khẩu ở bên Nhật, có hẳn tích xanh ở trong cái Facebook luôn, tôi nhìn vào đấy có tích xanh mà là người Quảng Ngãi đi lao động xuất khẩu ở bên Nhật, mà vẫn còn bảo rằng là chúng mày đúng là dân ba que bán nước, còn tao thì phải tôn trọng bác trọng của tao, tao phải tôn trọng Đảng Cộng sản đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam rồi. Thế thế mày sang Nhật làm cái đéo gì thế hả mày ơi? Thế nếu như mà Đảng Cộng sản dẫn dắt cho mày, sao mày không ở mẹ nhà mà phục vụ bố mẹ mày, vợ con mày, mày phải sang Nhật để lao động làm cái đéo gì vậy? Tôi điên tiết tôi chửi cho các bạn ạ. Thế là nó câm mồm, sau đó thì tôi cũng chặn luôn cho nó đỡ đỡ tăng xông ấy. Nhưng mà nói thật với các bạn như này này, cái tư duy của người Việt Nam mình nó rất là kém. Họ thường thích nghe gọi là nghe khen hơn là nghe chê, và nghe nói phét là nó sướng tai. Ngay chính trong gia đình nhà tôi mà tôi cũng cứ phải âm thầm để hàng ngày để dẫn dắt cho mọi người theo một cái chiều hướng mà tôi mong muốn nhé. Và chúng ta phải rất là bình tĩnh đấy, dẫn dắt từng ngày. Ví dụ như là bố đẻ tôi ngày xưa thích Nga lắm, nhưng rồi ôi nó chưa thích đánh nên nó đánh lúc nào chết lúc đấy, nó đập một phát chết luôn tất cả mày châu Âu luôn. Một khi nó đã thả bom nguyên tử ra thì rồi là vũ khí hạt nhân ra thì cả cái chìm hết, cả cái châu Âu chìm hết. Lúc đấy là tôi mới ra tù, thì cuộc chiến Nga và Ukraine nó vẫn chưa đầy 1 năm. Sau đó đến sau này thì tôi bảo bố thấy chưa, cái gì nó cũng phải có thời gian bố ạ, và bố phải biết rằng là một cường quốc mà muốn đánh một cái quốc gia gọi là nó không cân sức như thế, chẳng có một ai mà đi ra ngoài chiến trường lại bảo là tôi không thích thắng, tôi chỉ thích đánh dùng dẫm như thế thôi. Đến đánh nhau nó còn muốn là nó thắng, cãi nhau mình hai con đàn bà ngồi với nhau ở trong trong một 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 bàn trà, một một bàn cà phê mà muốn gọi là muốn cãi nhau, còn đứa nào còn muốn thắng nữa, là huống hồ là hai cái quốc gia phải dùng đến vũ khí, dùng đến ngân sách nhà nước để đập nhau mà lại bảo không muốn thắng, lại còn bảo là cứ đánh dùng dẫm cho nơi. Nên là đấy, những con hổ giấy thì nó hay nói phét này. Thế dần dần bố tôi cứ mỗi ngày tỉnh ngộ ra, và tôi cứ mở những cái trang của anh, ví dụ như là những cái trang con YouTube ấy, của anh Lê Minh ấy, tri thức mới đấy, rồi những cái kênh viết của anh Lê Xuân Nghĩa đấy, để cho bố tôi tiếp cận dần, thì dần dần bố tôi bảo đúng là nó toàn nói phét thật, dần dần người ta sẽ hiểu ra. Và tôi thường nói rằng là một lần nữa rằng này này, nhiều người đến bây giờ đi xuất khẩu lao động ở bên nước ngoài rồi mà vẫn còn khóc bất trọng. Mà mới đây nhất một cái trên trang mọi người đang đưa lên như cái hình ảnh một cái cô gái mà cô ấy rất là xinh xắn, cô ấy đang chê là vào bệnh viện thì thế nọ thế kia đấy, là khổ phải có tiền thế nọ kia. Cái cô gái đấy nhá, tôi nói với các bạn là cô gái đấy chính là cái cô mà mất tiền nhiều nhất ở SHB.
ngày nào cũng đi biểu tình ở SHB để đòi tiền, mà cứ hô là dậy mà đi hỡi đồng bào ơi, được bắt điệu để cho mọi người hát dậy mà đi hỡi đồng bào ơi đấy, mất tiền ở SHB. Nhưng chính cái cô gái đấy, cái hôm mà ông Trọng chết khóc như ri, lại cũng bắt điệu cho người khác hát khóc để khóc theo cùng bầy đàn cùng với cô ấy. Tức là cái nhận thức của cô ấy về cái vấn đề cô ấy mất tiền nó rất đơn giản, nó rất đơn giản, nó là mất tiền cho thằng SHB và cho Trương Mỹ Lan, chứ nó không phải là SNB nữa, cho Trương Mỹ Lan, chứ không phải là do cái ông Trọng này, ông ấy ký cái huân chương lao động cho Trương Mỹ Lan, nó cầm mà cả một đống tiền nó đi sang nước ngoài, có nhìn thấy đất cái gốc rễ vấn đề đâu. Cho nên là bầy đàn sống nó chán mà. Cô ấy không hề biết rằng là cô ấy bắt điệu cho bao nhiêu người khóc hát dậy mà đi hỡi đồng bào ơi, nhưng mà lại lên một cái trang khóc như gì vì là chửi chửi là cái gì nhỉ, vào viện là phải vào viện là phải mất tiền rồi thế nọ thế kia. Tức là cô nhìn thấy nhiều cái bất cập của xã hội, và chính cô cũng là nạn nhân trong cái vụ mất tiền của SHB, SNB đấy, đi đòi suốt ngày. Thế nhưng mà khóc bác Trọng lắm. Mà tôi nói thật với các bạn này này, ông Trọng ông không ký cái huân chương lao động đấy cho bà Trương Mỹ Lan thì làm gì cái vụ mụ Trương Mỹ Lan này nó có thể bê cả những cái ngân hàng lớn như thế, hàng hàng bao nhiêu container tiền đi ra nước ngoài được. Phải là cái ông Trọng là ông cuối cùng luôn. Thế nên tôi vẫn nói rằng này, tôi vẫn nói đây này, cá nhân ông Trọng ông là chồng của bà Mận ấy, thì ông ấy có yểm chi đái dầm ở đâu, kệ xác nhà ông tôi chả liên quan, hơi đâu mà khóc 90 triệu dân ở trên đất nước Việt Nam này được. Nhưng ông Trọng ông là một tổng bí thư, chủ tịch nước, của từng là chủ tịch nước nữa và là tổng bí thư thâu tóm mọi quyền lực để dẫn dắt cái đất nước này, thì ông phải có trách nhiệm với tôi. Tôi hỏi các bạn rằng là người dân mình nó ngu đến cái mức độ là ông ấy cắm ống thở, ông nằm ở trong viện 108 từ bao nhiêu ngày tháng nay rồi mà vẫn còn tin ông điều hành đất nước, ông còn đang thở đéo ra hơi ấy, ông còn phải cắm ống thở gọi là rút oxy ra là chết ấy, mà lại tin là người ta cắm ống thở vào tai rồi vào mũi rồi mà người ta vẫn còn có thể là điều hành đất nước là thế nào. Đấy là cái hình tượng người ta vẽ lên thôi. Thực ra dưới tay ông Nguyễn Phú Trọng là tay của những người khác, người ta đã thao túng toàn bộ cái quyền lực rồi thì người ta mới có thể dùng ông ấy gọi là như cái bình phong để cho người dân tin tưởng vào cái công cuộc chống tham nhũng của ông thôi. Chứ chống tham nhũng cái chó gì, di sản của ông là ngoại giao cây tre, không phải đâu nha, di sản của ông là di sản ăn cắp của Thái Lan, làm gì có ngoại giao cây tre nào mà của ông ấy đâu. Thái Lan nó đã làm cái ngoại giao cây tre này này, là đây này, một hẳn một bài báo người ta nghiên cứu rất là rõ nhá, ngoại giao cây tre thuật ngữ chính trị ăn cắp từ Thái Lan, hẳn một bài báo người ta rất rõ viết rõ đây này, người cộng sản có tư duy kỳ lạ trong môi trường tuyên truyền chỉ có một chiều, họ sẵn sàng thủ tiêu những tiếng nói đối lập đấy. Thế vậy thì họ đã nghiên cứu rất rõ về cái việc ngoại giao cây tre này, là trong cuốn sách có tên là How Letter. Tôi thì đọc tiếng Anh nó ngu mà đọc nó gọi là nó cũng vớ vẩn, nên là các bạn thông cảm, tôi đếch đọc tiếng Anh đâu, không đọc là mọi người cười chết đấy, ngu mà chưa học được tiếng Anh, học viết đọc nó cũng không không thạo ấy. Thế rồi là muốn nói rằng là cái cuốn sách mà về ngoại giao cây tre đấy là người ta đã viết năm 2012 và ấn bản điện tử được ra đời vào năm 2015 bởi tác giả là Pavin, tại chương tạm dịch là Thái Lan điều bí ẩn về ngoại giao cây tre đã viết, và họ xuất bản năm 2015 nhé. Thế thì 2016 ông Nguyễn Phú Trọng ông ấy bê cũ về về Việt Nam, ông thà làm thành của ông ấy, ông bảo của ông ấy, để ông lừa dối người dân, để ông ấy giấu giếm cái ngoại giao gọi là đê hèn của ông và đớn hèn của ông ấy, khi mà ông ấy người Việt Nam, một tổng bí thư đi sang Trung Quốc, ông bắt tay và ông bảo chè Trung Quốc, trà Trung Quốc ngon hơn trà Việt Nam. Thế thì ông ấy còn đéo gì là một cái đứng đầu của dân tộc nữa. Tôi có chết thì tôi phải chết là chè của tôi là phải là ngon, nếu tôi thấy nó không ngon bằng thì tôi cũng phải im mồm đi, chứ không bao giờ tôi thể diện một quốc gia tôi thông qua ông ấy, chứ không phải là một cá nhân với một cá nhân nhá, thể diện quốc gia Việt Nam thông qua một tổng bí thư để sang thăm một tổng bí thư nước khác, hai cái quốc gia nó là cái thể diện của nhau, mà ông ấy dám mang một cái hồn cốt của dân tộc Việt Nam sang một cái đất nước khác, ông chê bai chính hồn cốt của dân tộc của mình. Thế thì ông làm sao xứng đáng là người cầm đầu của một cái quốc gia đấy được, ông còn thua cả tôi. Nói thế cho nó dễ hiểu, nên là người dân mình đừng có thần tượng hóa. Nếu như mà thần tượng hóa ấy, thì phải hiểu rằng này này, không có một ai mà cắm ống thở, đấy là ông ấy đang mong muốn là thao túng cái quyền lực của ông ấy thôi, gọi là tham quyền cố vị.
Làm gì có cái chuyện mẹ mày cắm ống thở và thở vẫn không thở được, điều hành đất nước cái gì? Nhiều người chửi tôi lắm, bọn dư luận viên, nhưng mà chúng ta chỉ thấy rằng là chúng nó càng chửi thì càng rõ cái bộ mặt của chúng nó ra, rằng là cái tương quan lực lượng của người dân, của Đảng Cộng sản đối với những người đối lập. Những người đối lập bây giờ có nhận thức như này còn lâu bao giờ với Đảng Đảng Cộng sản mới có thể là thâu tóm được. Bây giờ Huệ Như nó khác rồi, còn lâu mới thâu tóm được. Ngày xưa tin tưởng ông Nguyễn Phú Trọng quá, đi mẹ tù, vào tù còn lâu mới thâu tóm được. Ra tù bắt cóc, bắt trộm có lâu tôi mới sợ. Tôi không sợ đâu. Hôm đấy tôi bảo với này, phía bên an ninh Thái Bình này này, trừ khi mà tôi chết nhá, bắn tôi phát chết luôn, còn để tôi ra ấy, thì cứ liệu hồn, để tôi ra thì cứ liệu hồn. Nhưng mà chúng nó không có bằng chứng là tôi phản động, tôi phản quốc, tôi chả cấu kết với ai cả. Tôi làm theo chỉ đạo của chính cái danh dự của mình, và làm chính theo chỉ đạo trong não bộ của mình. Tôi chẳng theo ai cả. Không mời được anh Hùng Điêu Linh lên tí nhỉ? À, mời được rồi, mời tí lên, thay đổi không khí đi tí. Khổ thật đấy, nó lại bảo mình là con điếm gớm, làm điếm mà không thay, không 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 đối lập với Đảng Cộng sản gì á. Làm điếm cũng là một nghề vinh quang đấy, làm điếm đem tiền để xây dựng Đảng Cộng sản chả vinh quang quá. Cấm luôn, cấm đăng những cái thành phần này luôn, nó vào bò vào nhà tôi nhiều quá các bác ạ. Em thêm rồi đấy, chấp nhận đi. Anh chấp nhận đi anh Hùng Điêu Linh này. Vòng đi vòng lại thì các bác biết rồi, ngôn từ của chúng nó có thế thôi mà, nó không có một cái gì hơn đâu. Đấy các bác cứ xem lại trên trang cá nhân của em thì thấy đấy. Quy mô của đội ngũ gọi công an họ họ điều động để họ đàn áp trong cái vụ đất Cồn Xanh vừa rồi đấy, mà bà con Cồn Xanh thì đấu tranh bao nhiêu năm nay rồi, nhưng hoàn toàn là cứ nghe phía bên công an ấy sợ. Hôm nay em cũng phân tích với để cho một anh mất đất đấy, em không theo đảng phái nào cả, em cũng không yêu cầu anh lên trên livestream của em là để nói quá lên sự thật, mà em chỉ cần là anh lên anh phản ánh đúng những cái gì mà gia đình anh gặp phải thôi, chứ không bao giờ là phản ánh lại những cái mà đừng bao giờ nói quá lên, và cũng không nói sai sự thật một tí nào. Đảng Cộng sản Việt Nam càng làm những cái điều khuất tất, càng điêu toa thì mình càng phải lấy sự thật để chúng ta đập lại cho chúng nó, đập lại bằng sự thật luôn, cứ sự thật như thế nào chúng ta đập lại. Tôi khẳng định rằng là chỉ một năm sau nữa chúng ta sẽ khác, mà tôi phải công nhận là đất nước có sự thay đổi nha. Khi mà tôi bị bắt, tôi mà đấu tranh BOT đấy, chính bản thân tôi cũng là một cái người mà rất là tôn trọng cái gọi là cái chống tham nhũng, và thích cái đường lối chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng, và tin ông ấy đấy. Thế và tôi thấy rằng là bà con cũng tin tưởng lắm. Nhưng sau khi tôi ra tù thì tôi đi chợ ấy các bạn ạ, kể cả gặp những cái người mà buôn thúng bán mẹt ở ngoài chợ, người ta cũng lắc đầu, người ta chán, vì chả có một cái thể chế nào mà lại đến hai ông chủ tịch nước, một ông chủ tịch quốc hội mà nó lại rụng rơi một cách mẹ này nhanh chóng như vậy, cũng chỉ vì tham nhũng. Mà những vụ tham nhũng đấy thì các bạn biết rồi, vào tay gọi là tứ trụ triều đình thì nó phải tham nhũng nên gọi là ăn đến vài chục đời không hết, tiền nó nhiều mà. Thế cho nên là chúng ta buộc phải có những cái tiếng nói để làm sao mà nó thành một cái chuỗi mà gọi là tôi cứ vừa ấy vừa phải chặn cái bọn dư luận viên này, nên các bạn thông cảm đi, thành một cái chuỗi để cho mọi người nhìn nhận ra được cái vấn đề, là nó thành một cái chuỗi như thế, là Đảng Cộng sản Việt Nam đang cướp bóc triền miên trên đất nước mình. Và đừng có nghe họ nói rằng là họ sẽ miễn học phí cho các bạn nhá. Chủ tịch à, cái gì nhỉ, Bộ trưởng Bộ Tài chính họ vừa thông báo rồi, tình hình là tài chính năm nay là sẽ thắt chặt và thuế sẽ tăng lên nhá. Vừa ấy thông báo xong, Hồ Đức Phước đấy, phốc phốc, ông ấy nói rằng là năm nay tình hình tài khoá là sẽ thắt chặt và thuế má sẽ tăng lên chứ không có giảm đi đâu, và thuế đấy là họ ấy sử dụng vào cái việc là sẽ đầu tư vào các cơ sở hạ tầng để tăng cái sức cạnh tranh của Việt Nam. Nhưng các bác biết rồi, đầu tư vào cơ sở hạ tầng thì làm đường thì ăn đường, làm rãnh thì ăn rãnh, làm cống thì ăn cống, làm nước thì ăn nước, làm điện thì ăn điện, làm cái gì ăn cái đấy, nên cuối cùng là nó vẫn là đánh bùn sang ao.
không có một cái gì để thay đổi được cái đất nước này đâu, trừ khi mà chính người dân chúng ta nhận ra để thấy rằng là cái đồng tiền của chúng ta đang bị một chính phủ họ đang sử dụng không có hiệu quả và đang rơi vào túi của những quan tham càng ngày càng nhiều. Và cái việc mà thuế chồng thuế đấy là có thật, và chúng ta phải tỉnh ngộ đi để mà tìm ra được một cái đường hướng cụ thể và có cái sự đoàn kết lại với nhau trong cái vấn đề mà đấu tranh nhá. Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân, dù nhau em về theo làn nắng ngấm dần, từ trời cao bao la cánh én liền bay. Đấy các bạn cứ như thế mà hát và thì sẽ thấy rằng là chúng ta cần phải đoàn kết lại. Cuộc chiến này là cuộc chiến của nhân dân chứ không phải là cuộc chiến chống tham nhũng nữa đâu. Cuộc chiến của nhân dân chúng ta phải tự bảo vệ chúng ta trước khi mà họ ấy đàn áp chúng ta một cách mạnh mẽ, và càng ngày sẽ càng thắt chặt hơn đấy, chứ không có cái chuyện mà nó giảm đi đâu. Anh Hoàng Tuấn Bạch, em sang Đức đi, anh nuôi tới già. Thế thì anh chuẩn bị tiền đi, em chuẩn bị sang Đức rồi. Không chạy không được đấy các bạn ạ, nó bắt bỏ mẹ. Giờ nó bắt được vậy như táng cho không trượt phát nào, nói bằng thật mà. Bô cái thằng Tôn Ngộ Không này, đéo đóng được tiền thuế nào, mày ngu thế. Cần gì phải đóng thuế, các nước phát triển đấy. Cấm đăng thằng này luôn, cho nó hạ mõm luôn, không cần phải nói nhiều với bọn này. Tôi nhắc lại với các bạn nữa là chúng nó chửi tôi là con điếm. Tôi nhắc lại với các bạn nữa là riêng với Đảng Cộng sản họ đang sử dụng điếm để nuôi bộ máy. Và điếm là một nghề cao quý, nếu như mà không chống lại Đảng Cộng sản thì điếm là một nghề cao quý, và điếm và ăn cướp ăn cắp đang nuôi Đảng Cộng sản. Cho nên là chúng ta hoan nghênh cho họ càng ngày càng phát triển lực lượng đấy một cách đông đảo, để làm sao mà lực lượng đấy càng đông đảo thì chính cái lực lượng đấy thì các bác biết rồi, 3 triệu một tháng, có một cái mời anh nói thật lên nào. Ui giời, sướng quá, sao anh lại mò vào đây vậy? Cái lực lượng đấy ấy, càng lớn mạnh lên thì mai mốt ấy, những cái lực lượng đấy nó sẽ. Em chào anh chia sẻ À, đi. rồi em à. Ừ. Cái vừa em nói về tiền Tiếng thuế bé lắm, tiếng bé lắm, với cho Đảng to Cộng tiếng sản thì lên. là anh cũng 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 Cho to tiếng lên. nói với em này, anh là người trong Đảng, cho nên ta phải nói Không có tiếng. lại với anh thì hả, Không có tiếng, cho to tiếng lên. to tiếng hơn cỡ rồi, nghe chưa, Chưa có tiếng. chưa có tiếng à? Anh thoát đi, em cho anh thoát xong anh vào lại nhé. Mất tiếng luôn. Thế do là có tiếng mà tiếng hết mà. Em mời lại nhá. Nào anh vào đi để em mời lại nào. Hay quá, anh comment vào đây đi để em mời lại nào. Đấy các bạn biết chưa? Anh ngang nhiên anh dám làm như thế mà tại sao dân mất đất rồi vẫn còn tin Đảng Cộng sản mà lại còn đi mặc áo đỏ. Em không nghe thấy tiếng của anh ấy lên là em phải bảo anh ấy thoát ra để nói lại. Anh comment vào đây đi, anh Tân Thịnh lên tí không? Anh Tân Thịnh này hay lắm. Người Thái Nguyên hay cực kỳ luôn. Anh Tân Thịnh nhá, đang xem ở trên Facebook của tôi này. Khi mà bị công an gọi lên vì tội là ký giấy ở trên trang Facebook huyện, như anh bảo là chúng mày bắn thẳng súng vào đầu tao đi, tao chết luôn thì tao không ký. Chứ còn ta sợ cái gì mà ta không ký đấy, các bạn thấy chưa? Chúng mày dùng hẳn súng hoặc là chúng mày, đây em nhìn thấy anh ấy rồi, chúng mày dùng súng chúng mày bắn tao đi. Đâu rồi, nó lại chạy đâu mất rồi. Đâu rồi nhỉ? Đây rồi. Rồi anh Tân Thịnh ấy, hoặc là chúng mày tổ chức luôn. Anh nói đi. Tiếng chưa? Có tiếng chưa? Vẫn bé lắm Có nhưng thôi tiếng anh chưa? mà nói thì mọi người vẫn nghe thấy, còn em thì như em không nghe thấy. Có tiếng không? Có tiếng không? Có tiếng chưa? Có Mọi tiếng người có chưa? nghe rõ không ạ? Mọi người nghe rõ thế anh nói thật nói không ạ? Em nghe được không? Có nghe được không? Để em thử hỏi mọi người xem mọi người có nghe thấy không, chứ em thì không nghe thấy gì luôn. Chả Rõ, hiểu. mọi người nghe rõ thì anh cứ chia sẻ đi cho mọi người cùng Bây giờ nghe. là nghe cái vừa rồi em nói về lại Đảng Cộng sản thì anh vẫn là người của Đảng Cộng sản, thì anh vẫn là tin tưởng Đảng Cộng sản. Thế nhưng mà cái còn một số bộ phận
mà Đảng Cộng sản không xử lý thì chúng ta một phần có quyền nghi ngờ về Đảng Cộng sản. Anh nói rất nhiều là cán bộ đảng viên hiện nay rất nhiều trường hợp trở thành cướp, và cướp chính xác 100% đấy. Đấy. Thì tại sao chúng ta không xử lý? Đấy là cái mà tôi đặt ra cho nhiều người phải suy nghĩ, đặc biệt là các ông chí lãnh đạo đảng nhà nước phải xem xét. Thế vừa rồi anh em nói về cái thuế. Cái thuế thì nhiều người dân không hiểu đâu. Thực sự là anh đã đi rất nhiều chỗ nói chuyện, kể cả cán bộ cấp cao đại tá đấy, mà người ta bảo ông chả biết cái gì, nhà nước bỏ thuế rồi, đúng không? Nhưng người ta không hiểu đâu. Cái thuế mà tôi giải thích luôn cho kể cả tất chắc chắn là anh biết, nhưng mà toàn dân Việt Nam chưa chắc biết về thuế. Anh cho mic vào gần miệng đi, mọi người cũng kêu là nói bé đấy. Cái thuế chúng ta đấy là bị người ta đánh vào cái thuế tiêu dùng, chứ không phải đánh thuế trực tiếp với người dân. Người ta bảo bây giờ chúng tôi là không phải đóng thuế, không phải, người dân vẫn phải đóng thuế, nhưng người ta không phải đóng thuế vào sản lượng, mà đóng thuế vào điện nước, đóng thuế vào phân bón, đóng thuế vào thuốc bảo vệ thực vật, vân vân. Hoặc ngay bây giờ chúng ta này, ngay bây giờ chúng ta đang nói chuyện này cũng mất thuế, vì chúng ta là coi là mua máy điện thoại này là đánh thuế vào điện thoại, đánh thuế vì gì, vì trực tiếp người chúng ta đâu, tức là đánh thuế tiêu dùng. Và người dân phải hiểu thế, rất nhiều người không hiểu về cái thuế. Đáng nhẽ tôi nói ở bên nước ngoài là cái xe chỉ có 100 triệu xe ô tô, nhưng ở Việt Nam thì 300 triệu nào là cái thuế cái gì đấy. Hoặc cái quần áo chúng ta đang mặc, cái quần áo của chúng ta đang mặc đáng nhẽ chỉ nếu không có thuế hoặc thuế ít thì chỉ 100 ngàn thôi, nhưng vì đánh thuế vào cho nên nó phải đẩy lên 200 ngàn, thì người bán phải đẩy lên. Tại sao cho nên bán nổ rồi, đúng không? Tất cả thuế lại đánh vào thuế tiêu dùng đấy, là mọi người nghe rõ không? Không nghe được không? Thế còn là tôi nói này, tôi là một cán bộ đảng viên, một người lính 31 năm cầm súng bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ đất nước. Tôi khẳng định là trong những năm vừa qua, Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi là đảng viên đấy, rất nhiều trường hợp. Ai muốn lên thì comment vào đây với em rằng là tôi muốn lên để tôi em mời nhé. Cả cướp, thực sự là cán bộ là thành cướp thật. Đảng viên là rất nhiều đảng viên có vị trí là cướp thật, cướp trắng trợn đấy. Tại sao đảng ta không xử lý? Chính vì vậy, cái lòng tin người dân, mà chính chúng tôi là cán bộ đảng viên, tôi cũng mất lòng tin. Mất lòng tin nghiêm trọng đấy. Lý do tại sao? Chúng tôi bắt tội phạm, giao tận tay cho người ta không xử lý. Lý do tại sao? Và tôi vừa rồi tôi đã viết một bài viết, đằng sau cái tham nhũng này, nó là cái gì? Chưa chắc đã là tham nhũng kinh tế đâu. Đằng sau tham nhũng này nó là vấn đề chính trị. Rồi chính trị. Địch phá ta là để cho người dân người ta, nó tạo tham nhũng để người dân mất lòng tin. Đó là chính trị. Chưa chắc đã là kinh tế. Có. Anh Sửu đang muốn là lên. Nhưng chúng ta nhìn nhận nha, là cứ bỏ là cái thằng tôi nói ví dụ như là một thằng bí thư tỉnh ủy, thằng Lê Đức Thọ đấy, nó trong cái tài khoản nó 3.000 tỷ, như vợ con nó 1.000 tỷ, ăn hết ra được, mà tại sao vẫn tham nhũng? Chúng ta phải nhìn được là cái đằng sau của nó là cái gì, có phải là tham nhũng về kinh tế không, hay nó cố tình thế để nó phá về chính trị. Phá chị là ở đây đấy, là nó làm người dân mất lòng tin vào cán bộ. Em mời rồi đây anh Đoàn Công Sửu ơi. Dân người ta, bản thân tôi bắt tội phạm giao tận tay chúng nó không xử lý, ai chấp nhận được?
Luật thì có, luật là Quốc hội để ra và thông qua và được thực hiện. Nó không thực hiện là chấp nhận được. Chị em dùng nhân dân. Vâng ạ, chú Tâm Thảo chờ cháu một chút nhá. Ở đây em mời mọi người lên xem, anh có nghe thấy có anh nói không? Có nghe thấy gì không? Vâng. Em xin phép là em mời thêm mọi người chia sẻ nhá anh nhá. Vì em không không thể nào nghe được anh nói gì, em phải bật một cái máy khác em nghe vào tai em đây này. Nhưng nghe đấy. Không? Không hiểu luôn á. Là tại sao thế? Anh Xỉu ơi, em đã mời rồi mà. Mời cả chú Tâm Thảo này nhưng mà làm sao lại không được nhỉ? Rồi ok đấy ạ, cháu mời rồi ạ. Anh ấy, em phải cho tai nghe vào đây này, không hiểu làm sao như thế. Đây là đi sát rồi đấy. Ok, lát nữa anh vào lại cho em. Ok, em rút đi, em rút đi. Em thoát đi ra đi. Thoát ra. Mọi người thì vẫn nghe thấy anh nhưng em thì lại bị mất tiếng. Mọi người vẫn nghe thấy anh nhưng em đây, em phải bật một máy khác để em nghe đây. Là cán bộ đó là cướp ngày mà không xử lý thì không chấp nhận được. Chính xác. Bản thân anh nói là mà anh còn rất nhiều bằng chứng. Cán bộ đảng viên các cấp của tỉnh Bắc Giang cướp ngày, thực sự cướp ngày cướp trắng trợn lên, không phải gì đâu, không xử lý là thế nào. Trong cái đó là toàn dân sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Tại sao cái cán bộ sai không xử lý? Chứng tỏ có vấn đề. Có nuôi dưỡng tham nhũng để phá đất nước này. Anh ơi, nhiều người lại còn như này nữa này. Nhiều người lại còn bảo là không dám nói vì sợ họ cắt lương, lương của đảng. Nhưng có phải lương của đảng đâu, lương của chúng ta lao động suốt cả một cái tuổi trẻ của chúng ta đóng góp vào thuế. Và bây giờ họ chỉ có cầm lương để họ trả lại cho mình chứ không phải lương của đảng. Nhưng nhiều người không dám nói vì sợ họ cắt lương. Đấy, khổ như lương. Thế. Ai dám cắt? Đó lương là do tiền thuế của dân. Mình đóng góp là mình làm việc cho dân thì dân trả tiền thuế. Anh Tâm Thảo em mời rồi mà anh lên đi. Cái việc quan lại tham nhũng cướp ngày là có thật. Nhưng mà chúng ta không xử lý được. Dẫn đến là người dân người ta mất lòng tin. Quá mất lòng tin luôn. Nhưng cướp trắng trợn dùng quyền lực, dùng con dấu nhà nước được. Em phải bật lên. Để cho đất nước, để cho các địa phương thì là trên Hà Nội nên như một cái quá mất lòng tin. Không nghe gì à? Để dân người ta đi thì kéo gần như biểu tình. Ai chấp nhận được? Ở dưới cấp dưới thì làm thế nào? Luật cái loại tố cáo có không thực hiện, cố tình đùn đẩy, né tránh. Khi xử lý thì vòng vo tam quốc. Tôi nói được vấn đề này là vì tôi còn rất nhiều bằng chứng. Rất nhiều bằng chứng về nạn cướp bóc của tỉnh cán bộ ở tỉnh Bắc Giang. Khủng khiếp luôn. Mọi người. Tức là cực kỳ khủng khiếp luôn. Mà chúng ta không nói để cho người dân hiểu, không tập trung vào đánh thì trước sau mất nước. Trước sau mất nước.
đừng nói là suy thoái đâu. Không phải suy thoái đâu, mà nó là một con tấn gì đó về chính trị, nó phá ra. Tôi nhắc lại là anh rất là ấy, anh rất là cương quyết đấy. Mỗi địa phương có những người như anh này thì nó đã khác rồi. Nó cướp trắng trợn luôn đấy. Địa phương nào cũng có những người như anh và bà con đoàn kết, nó thống nhất lại, nghe theo cùng với lại mọi anh nữa để mà đoàn kết lại thì rất là tuyệt vời luôn đấy. Tại sao tôi ở bây giờ tôi là Việt Nam, tôi là đảng viên đứng cả hình luôn. Tại sao đứng cả hình luôn? Tôi dám nói là cán bộ nói thật đứng cả hình luôn. Ở tỉnh Bắc Giang là tổ chức cướp ngành của dân khủng khiếp luôn, trước đảng, trước pháp luật. Về lời nói tôi anh Tân Thịnh tuyệt vời lắm luôn đấy, anh Tân Thịnh lên đi. Bóc chứ không phải là tham nhũng. Vì sao tôi nói từ tham nhũng này? Tham nhũng như ngày xưa cụ nói là tham ô lãng phí, là người ta còn được bí mật, người ta còn sợ, nhưng bây giờ nó cướp trắng trợn luôn, cướp trắng trợn luôn thì không thể dùng từ tham nhũng được, mà phải nói là dùng từ cướp. Mạng mẽo kém quá anh ạ. Tôi mới nói là cướp mà có đảng và cướp được con dấu bảo lãnh, con dấu nhà nước bảo lãnh. Không có con dấu nó không làm nổi, không có quyền được không làm nổi. Mà thực sự là cán bộ công quyền cao cấp ở tỉnh Bắc Giang là bọn cấp ngành rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều và bất rất nhiều địa phương. Còn ai về đây thôi, kể cả đến bất kỳ một ai về đây tôi đưa hết bằng chứng và tôi chịu trách nhiệm trước đảng, trước pháp luật về nội dung này. Em nghe, em nghe rõ không? Còn đừng nói sợ, đừng nói em nói thật với anh là như thế này này, là anh cứ nói cho mọi người nghe thôi, còn em thì không nghe thấy anh nói gì cả luôn. Tuyệt nhiên luôn, nhưng thôi được rồi, bà con nghe được là được. Thêm một người nữa bảo là lên. Mọi người nghe tôi nói được không? Thấy gì không? Còn ai bảo là tôi nói sai thì là cứ bộ trưởng bộ công an vào đây, tất cả các cơ quan chức năng bảo vệ pháp luật và thực thi pháp luật vào đây xem tôi nói chính xác không, xem có đúng là cán bộ công quyền cao cấp của tỉnh Bắc Giang làm cướp không? Rất nhiều, không phải ít đâu. Từ xã, thôn, huyện đến tỉnh. Vì sao? Vì người dân đã tố cáo đến tỉnh, tại sao không làm? Người ta bắt tội phạm đến giao cho ông chủ tịch tỉnh, bí thư tỉnh ủy mà không bắt. Thì lý do sao? Thì chúng nó là cướp ngàn thì đấy. Nó phải cướp tội, bảo vệ cướp đấy. Lũ ngoại dợ ăn xương uống máu đồng bào, cái này sự thật 100%. Đừng nói tôi nói sai bắt tôi lâu rồi. Sự thật là bọn cán bộ đảng viên ở tỉnh Bắc Giang là bọn cướp này ăn xương uống máu đồng bào, đồng chí đồng đội của chúng tôi. Còn ai bảo tôi phản động về đây bắt tôi, ai bảo tôi chuyển hóa về đây, tôi làm theo đúng điều lệ của đảng, đúng kỷ cương phép nước, thấy đúng bảo vệ, thấy sai đấu tranh.
Các ông kêu, suốt ngày kêu kêu gào là bây này chống tội phạm phải dựa vào dân. Hôm nay anh có theo dõi ở trên Facebook của em về cái vụ cưỡng chế đất ở Cồn Xanh không? Anh có theo dõi. Kinh khủng. Anh đang nói. Luôn. Thực chất cái cưỡng chế. Thực chất của việc cưỡng chế mà trái pháp luật. Để anh nói hai từ. Một là cưỡng chế đúng là do người dân sai. Là người ta cưỡng chế là đúng. Còn nếu cưỡng chế sai pháp luật. Đấy là thực chất của nó. Là đàn áp để cướp bằng được. Nếu anh cưỡng chế sai, anh cưỡng chế sai luật, thực chất của nó là đàn áp để cướp bằng được. Cái để chứng minh cho này đấy, thì chúng ta lấy cái vụ việc của anh Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng. Em không có tai nghe anh ạ, mai em phải mua cái tai nghe. Đấy, đúng không? Cái vụ Đoàn Văn Vươn là nó cưỡng chế, là nó thực chất đàn áp để nó cướp của ông đấy. Chứ đừng nói là cứ bảo là cưỡng chế đó. Cưỡng chế phải đúng luật. Cái người dân sai là đủ điều kiện cưỡng chế. Anh biết là bao nhiêu người đang xem trực tiếp không? Rất nhiều người đang xem trực tiếp và đang nghe anh nói đấy. Cho nên là anh rất là tuyệt vời, bởi vì là không phải là ai cũng dám như thế đâu. Đấy anh nhìn đấy, bà con mất đất ở Cồn Xanh như thế, đấu tranh mấy năm nay, nhưng khi mà em nói rằng là lên để mà chia sẻ đi thì bà con sợ lắm, không ai dám nói luôn, và cuối cùng đấy sợ rồi nó vẫn cưỡng chế đấy, và hôm nay nó còn điều động thêm cả quân ở bên Ninh Bình sang để nó cưỡng chế luôn. Em lại cho anh ra xong em lại mời anh vào nhá, xem em có nghe thấy không. Em không nghe anh nói một cái gì luôn. Còn nói các trường hợp hợp khác tôi không biết, tôi chưa biết được các cái nội dung như nào, nhưng mà chính thức của tôi mấy trường hợp là nó cướp thật. Cướp trắng trợn luôn đấy. Còn ai nghi ngờ thì về đây, tôi phải mang đi nữa. Nghi ngờ cái tôi nói, hãy về đây tôi đưa bằng chứng cho, xem có đúng không? Một xã hội để quan cướp nó động hành như thế mà không xử lý ra chấp nhận được, đúng không? Tôi nói đúng là cướp chi xác đấy. Chứ tham nhũng không phải đâu. Tham nhũng thì nó phải là bí mật. Các cụ ngày xưa là nói là tham ô đấy. Là nó xuất sắc. Là nó còn sợ. Chứ bây giờ trắng trợn luôn thì không thể gọi là tham nhũng được, mà nó là cướp. Bên trong người đó, người dân người ta bắt tội phạm mang tận tay không xử lý. Nó thành một dây cướp gì đấy. Thành bầy đảng. Còn nếu đảng cộng sản mà nó không xử lý thì dân chúng ta phải xử lý. Làm gì có đoạn để một chế độ như thế này, quan cướp hết của dân thì đã chấp nhận được. Nay nó cướp của nhà này, mai cướp nhà khác. Tôi mới nói rồi, hôm nay bạn là bạn im lặng trước cái thì ngày mai bạn sẽ là nạn nhân, vì nó cướp hết của nhà của nhà khác rồi. Làm gì còn nó phải sang bên mạng có thế thôi. Mà cái này tôi chứng minh ở ở khu đô thị ở Lục Nam, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Đầu tiên cướp ở khu đô thị 1. Người dân một số người đấu tranh. Biết nó cướp rồi, xong nó cướp xong nó sang. Chú Lá Mã có lên không? Tôi nhắc lại, tôi là một cán bộ đảng viên, một sĩ quan quân đội 31 năm trong quân đội, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam 35 năm tuổi đảng. Tôi nhắc lại, cán bộ công quyền các cấp của tỉnh Bắc Giang rất nhiều kẻ cướp, mà không phải là một khóa đâu, nó cướp từ năm 94 lại đây 30 năm rồi đấy. Không phải gần đây đâu. Hay đấy, rất là tuyệt vời. Rồi em sẽ mời thêm một người khác nữa lên nhá, để chia sẻ cùng với trên diễn đàn với chúng ta cho nó thật là rôm rả. Là hôm nay em thấy rất là hào hứng luôn. Nếu chúng ta sợ, hào hứng lắm, bởi vì là anh rất là tuyệt vời. Nếu anh rất, chúng ta sợ rất là tuyệt vời thì đời chúng ta này và đời con cháu chúng ta này mãi mãi làm thân trâu ngựa cho chúng nó cưỡi.
Bây giờ này, này, này. Khổ thật. Đừng lấy 1331 dọa tôi, không dọa nói đâu. Tôi nói đúng rồi, sao làm sao 331 xử được tôi đó? Cả hồ sơ quá trình kia, sổ đỏ tôi kia, đĩa ghi âm nọ tôi cho mọi người nghe đấy. Sai là được, 331 rồi đấy. Cái bảo là người đấu tranh là đừng người đấu tranh cái đúng lại bỏ tập ôi giời, cái mạng của em nó nát các bạn ạ, nó chán, chẳng nghe thấy ai nói gì mà cũng chẳng nghe thấy anh ấy nói gì luôn. Bây giờ em này, anh nói rất là hay và rất là tuyệt vời nhưng em không nghe thấy một cái gì cả, em chỉ thấy là mọi người vẫn nghe thấy là em vẫn để. Hôm nay rất là tuyệt vời luôn đấy, có những người anh như thế, có những người người ta dân người ta dám nói như lên như thế, người dân trong nước nhà mình nói lên như thế nó mới là sự thật. Trời ơi, anh đấu tranh đến như thế luôn, tại sao mà người dân mất đất của cái gì đấy. Hôm nay đấy không dám nói luôn, đến khi tôi bảo là đấy các anh thấy, các anh các chị thấy chưa, chúng tôi có một nhóm chat với nhau mà tôi hỏi các anh các chị thấy chưa, đừng tưởng là đừng quan hệ với Huệ Như mà chúng nó sẽ thôi, chúng nó không không đấu tranh với, chúng nó không cưỡng chế đất nhé, có quan hệ với Huệ Như đâu, có đưa mạng xã hội một tí nào về Cồn Xanh đâu. Hôm nay điều động cả Ninh Bình ra, nó bắt và nó khinh như con lợn luôn đấy. Bà con phải biết rằng là nếu như chúng ta đưa cái thông tin đấy từ lâu rồi thì cái sự việc nó đã không đến như ngày hôm nay, nhưng vì bà con càng không đưa thông tin và chúng nó càng giấu nhẹm được thì nó càng làm càn, có thế thôi. Giống như tôi cũng thế, ngày trước em Thu Đỗ lên tí không chia sẻ cái sự việc nhà em một tí cho mọi người cùng hiểu thế nào là những người mà đấu tranh mất đất. Đây là gia đình nhà em Thu Đỗ này, tự dưng đi đòi lại cái quyền lợi nhà mình bị mất đất, nó cho mẹ thành là phản động chứ nào chị Cấn Thị Thêu nè. Rồi, trung thành lên tí nào. Vâng, em mong muốn là mọi người tham gia ngày hôm nay nhá, tham gia trên tinh thần là tiếng nói của người dân nhá, với quan điểm của em là tiếng nói của người dân, để cho người dân người ta hoàn toàn tự nguyện nói lên những cái bức xúc của người ta thì chúng ta tốt hơn là chúng ta định hướng cho họ ấy. Tự họ sẽ nhận thấy con đường họ đi là đang sai và họ cần phải nghiêm túc để nhìn lại những cái quan điểm của mình để làm sao đấu tranh cho có hiệu quả. Chứ chúng ta không nên định hướng bất cứ một cái gì, chúng ta chỉ đưa ra cái định hướng, cái lời ngôn ngữ của chúng ta thôi, cái suy nghĩ của chúng ta thôi, còn lại mọi cái suy nghĩ của người dân là chúng ta không có bất cứ một cái gì hết, để cho họ tự chia sẻ những cái cảm nhận cảm nghĩ của người ta trong cái điều kiện sống của người ta là người ta sẽ tự ấy nhất. Hôm nay phải nói là anh nói thật tuyệt vời luôn, bao nhiêu người vào xem 10.000 người, em vừa nhìn là 10.000 người đang theo dõi trực tiếp cái livestream của anh em mình rồi, và cho thấy rằng là cái sức lan tỏa của người dân nó cực kỳ là quan trọng các bạn ạ. 1.000 Huệ Như cũng không làm gì được nếu như mà người dân không nói, nhưng nếu mà cả toàn dân cùng nói chỉ cần thêm 10 Huệ Như nữa thôi là yên tâm rằng một điều rằng là mọi việc nó sẽ thay đổi rất là nhanh, rất là nhanh. Nếu ai cũng giống như anh nói thật này, dám nói lên sự thật như thế thì là ok luôn đấy. Các bạn nhìn thấy xem, người ta đấu tranh tưng bừng như thế, người ta không sợ chết, mà đây mất đất rồi nó đưa cả vào mẹ mày quân đội và nó áp sát rồi mà bảo trả lời phỏng vấn đi, giấu tên giấu tuổi cho, vẫn còn không dám nói, thì các bạn thấy rằng nó đớn hèn đến như thế nào. Tất nhiên là tôi không ở đây, tôi không chửi dân. Tôi chỉ mong muốn là các bạn phải có một cái tinh thần dám nói lên cái sự thật của mình, sự thật của mình thôi. Không cần phải ai định hướng, không cần phải ai cho tiền, không cần phải ai mẹ mày tâng bốc hay là cái gì hết. Chúng ta cũng không cần câu view, câu like gì ở đây cả. Nhưng chúng ta phải phải nói, không nói là không được. Buộc chúng ta phải nói, và mỗi ngày chúng ta nói một tí thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái thể chế này nó đang ở cái mức độ như thế nào và cần phải thay đổi như nào. Đến nếu hôm nay toàn dân Thái Bình không nói làm gì, có cái chuyện là giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Thái Bình bị đấy đâu, bị buộc thôi việc để điều tra đâu. Toàn dân Thái Bình nói nhá, thì chứ còn một mình Huệ Như là cái đếch này, một cánh em nhỏ không làm nên mùa xuân. Đồng thời với cái việc của bà con Thái Bình nói thì tôi sẽ góp phần vào trong cái tiếng nói đấy cùng với các bạn nữa, để chúng ta tạo thành một cái khối đoàn kết để buộc các cái nhà cầm quyền là phải có cái nhìn nhận để đánh giá cái sự việc và phải có những cái hướng giải quyết để cho bà con. Đấy, nếu như mọi người cùng nói lên
cộng với tiếng nói của tôi, cộng với tiếng nói của nhiều người nữa trong tỉnh Thái Bình ngày hôm nay, đã thấy các bạn thấy nó có kết quả chưa? Đây là chiến thắng này, là chiến thắng đầu tiên thôi, nó chưa là một cái gì cả, nhưng nó cho thấy rằng là tiếng nói của bà con nó cực kỳ là quan trọng. Mỗi người cùng có tiếng nói, đừng đợi đến cái lúc mình bị oan rồi mới nói, đừng đợi đến lúc mình bị oan rồi nói. Chúng ta nói đi và chúng ta ủng hộ những cái người nói thật đi, thì chúng ta đến lúc chúng ta nói oan thì người ta mới kêu lại cho chúng ta chứ. Chúng ta cứ ngồi đến mà hưởng cái thành quả của người đấu tranh, xong rồi là đến cái lúc mà bị làm sao lại huệ ơi huệ ơi huệ ơi, không có đâu. Bạn tôi kia kìa, bạn thân tôi luôn, lớn lên với tôi từ nhỏ luôn, hai nhà cạnh nhà nhau. Nó thì nó không tham gia cái gì cả, vì nó mới học đến lớp 7, lớp 8 là nó đi lấy chồng thôi, chứ nó cũng không hiểu biết gì. Thế nhưng mà đấy, nó thì nó vẫn là nó vẫn là ủng hộ tôi và rất là quý mến tôi, cho nên là ngay chính nhà nó luôn, ngay trước cửa nhà tôi luôn, bây giờ đang bị tòa án dân huyện Vũ Thư nó đang xử quan cho, vì cái tội là cháu đích tôn trong gia đình, cả một cái dòng tộc chỉ có một thằng con trai thôi, chồng nó là con trai duy nhất trong dòng, trong cái gia đình, gia tộc nhà nó, và đang thừa kế một cái mảnh đất của gia đình. Các cô về đòi, các cô về đòi chia đều, và tòa án dân tỉnh huyện Vũ Thư nó chia đều hết luôn, nó không chia để lại cho cái phần gọi là em mời anh chung chung nên sao không được nhỉ. Họ ấy chia nhưng mà họ ấy không để lại cái phần thừa kế mà gọi là để cúng tổ tiên đấy, mấy trăm mét vuông để cúng tổ tiên đấy, cho nên là rất là bức xúc. Thế nhưng mà đấy, oan như thế đấy các bạn ạ, bất kể nó oan nó đến thì mình lúc nào không biết được, nó không biết được, mình ta biết làm sao được, là cái hành vì cái cách hành xử của cộng sản nó vô thiên vô pháp mà. Nó thích thì nó cho bạn thắng mà nó thua, nó có tiền, bạn có tiền thì nó cho bạn thắng, mà bạn không có tiền thì nó cho bạn thua. Cho nên là cái oan nó đến với mình lúc nào không biết, cho nên các bạn phải lên tiếng đi. Nên tiếng khi nó chưa đến xảy đến với các bạn, thì đến lúc nó xảy đến với các bạn thì người ta sẽ cứu các bạn. Giống như tôi em thấy thế đây này, em thấy nhiều người xin lên nhưng em chẳng hiểu sao mà em mời chẳng ai lên được cả, là sao thế nhỉ? Anh gì nhỉ? Lúc này cũng xin lên mà. Lúc này có xin lên mà sao ai muốn lên thì comment vào đây cho em với. Bây giờ anh đây có camera. Em mời anh Hùng, rồi em mời anh. À được rồi đấy, mời anh đi. Bây giờ thì lên được rồi, xin chào các bạn. Ồ thế đấy, nào em đấy cũng chẳng nghe, thì anh nói nhưng thôi được rồi, mọi người nghe được là được. Các bạn có nghe được không ạ? Tôi trao đổi tiếp cái vấn đề mà Huệ Như nói. Anh cho em dừng một chút nha, em trả lời cái con bò này một tí đã này. Nó hỏi em là đang phát trên kênh nào mà đến 11.000 người xem đây. Đây nhá, 11,3k lượt xem đây. Anh nhìn thấy không? Rồi. 11,3 nghìn lượt phát đây. Anh cứ nói đi, bây giờ anh nói thoải mái đi. Em không nghe thấy thì người khác nghe, mọi người cùng nghe, còn em không cần nghe. Tôi nói nhá, vừa rồi anh nói thật ở Bắc Giang đấy, anh lên anh chia sẻ đấy. Thì tôi nói các bạn nghe là anh là ở Bắc Giang, anh là một sĩ quan, là một cựu chiến binh. Còn anh có là đảng viên hay không thì cái điều đó nó cũng không quan trọng. Thế nhưng mà đại ý như tôi nói là chỉ có những một cái số ít, chỉ có một cái số ít các bạn là ôi chết, sao lại các bạn còn nghe được không? 12,5k lượt phát rồi. Nhá. Thì tôi nói là các bạn phải biết là như thế này này, ở một cái đất nước, tôi chỉ nói ở một cái đất nước mà nó con người người nghe rõ, chỉ có em không nghe rõ thôi. Rồi nó thấy cái sự vô lý ở cái chỗ như thế này, cái người dân không thấy được cái sự vô lý là người ta bỏ tiền ra, người ta thuê một cái đội thợ nhá, một cái đội thợ để làm việc cho mình. Mình là người dân, mình đóng thuế, mình bỏ tiền ra, mình thuê cả một cái hệ thống trả lương cho họ. Nhưng mà người dân lại phải tung hô họ muôn năm. Người dân lại phải ơn họ. Ôi giời, ơn nọ, ơn trai. Thế làm sao phải ơn cái thằng đầy tớ? Tôi hỏi các bạn như thế. Và bản chất là bản thân là cá nhân mỗi người dân, con cái đi học rồi bản thân đi bệnh viện, không nôn tiền ra nhanh thì nó cho chết nhá. Thế thì từ Bắc vào Nam ở chỗ nào cũng thế thôi. Và cái mấy cái thằng đầy tớ này nó ưa ai thì nó cho người đó được hưởng một chút lộc lợi,
còn nó không ưa ai thì nó làm thịt người ta, nó cho chết nhá. Thế thì các bạn thấy được cả một cái dân tộc này có nhìn thấy cái vấn đề đấy không? Có nhìn thấy không? Mà tại sao lại hèn nhát, nhu nhược và sợ hãi, không nói lên cái sự thật? Mà cái sự thật nhá là mắt chúng ta nhìn thấy, tai chúng ta nghe thấy, và thậm chí bản thân chúng ta còn phải đang thọ thụ những cái sự thật đó trực tiếp vào chúng ta nhá. Thế thì tại sao chị không dám nói? Tôi cũng là một cựu binh, tôi nói các bạn nghe, và tôi cũng biết được là tất nhiên người dân người ta không có một cái chỗ dựa. Cái chỗ dựa về cái vấn đề tư tưởng, về vấn đề, tức là cái về vấn đề chính trị của cá nhân. Đấy, sinh mệnh chính trị cá nhân là họ không dám nói, họ sợ. Chỉ có những cái người đã từng đứng trong cái hàng ngũ nhá, tôi hiểu. Đứng trong cái hàng ngũ, tức là từ người lính trong quân đội công an hay tất cả thì dám nói. Nhưng mà tôi nói cho các bạn nghe, các bạn cũng phải hiểu được, chẳng hạn như là như là trung tá coi như là Nguyễn Đức Hưng hay là Lê Chí Thành, các bạn thấy không? Đấy là công an, sĩ quan và rất nhiều, rồi Nguyễn Minh Mười này kia các loại là cũng bị họ cho tịt hết. Thế cho nên là các bạn biết ở cái thể chế này á, là thực sự bây giờ ông Trọng mất rồi, tôi không muốn nói, tôi chỉ muốn nhắc lại là trong cái thời gian ông ấy đốt lò, nhưng tôi, người dân như tôi nhớ phát hiện ra một điều là ông ấy đốt lò là cá nhân cơ ông ấy thôi, chứ cơ ông có cho người dân tham gia đâu, không cho người dân tham gia. Tại sao không cho tất cả toàn bộ xã hội lên tiếng phản biện, tất cả các cơ quan báo chí nhảy vào cuộc tức thì phản biện mọi vấn đề ngóc cách của xã hội thì mới gọi là chống tham nhũng các bạn ạ. Chứ còn trong họ nội bộ họ với nhau, chúng ta không biết cái gì cả, người dân biết gì cả. Và cái quyền lực nhá thì vẫn thuộc về đảng nhá. Cái sự phản biện lại người dân lại không có, thì mãi mãi cướp ngày vẫn là cướp ngày. Ông Nguyễn Trọng Tân, trưởng ban tuyên giáo trung ương ấy, ông ấy được phỏng vấn khi ông về hưu, ông bảo là khi có quyền lực trong tay rồi thì cướp, ăn cướp của người dân một cách trắng trợn. Cái clip đó đã được đưa lên Facebook ấy, các bạn thấy chưa? Và cái ban tuyên giáo thì thực sự đến bây giờ là nó làm một cái lũ phản động. Tôi nói nó là lũ phản động. Tại sao? Cái ban tuyên giáo là cái gì? Các anh tuyên truyền cái thể chế này, không? Tuyên truyền cho cái thể chế này là quyền lực thuộc về nhân dân, đúng chưa? Quyền lực thuộc về nhân dân và phục vụ nhân dân, do dân, vì dân và dân thụ hưởng. Thế nhưng tại sao các anh lại tung một cái lũ dư luận viên bò đỏ vào đây phá hoại cái phản biện và tư duy phản biện của người dân? Mà những cái chuyện thực tế xã hội nó xảy ra là trên cái lãnh thổ Việt Nam này thì tôi nói với các bạn, nó vô vàn nhiều chuyện, đúng chưa? Nó quá vô vàn nhiều chuyện để mà nói, từ cái chuyện nước lụt, từ chuyện đói ăn, từ chuyện chặn bắt ngang đường ngang chợ, phá hoại cuộc sống của người dân, rồi quấy nhiễu, rồi là áp bức, rồi là cướp đất, rồi là đủ các loại trên đời. Tại sao là họ lại dám làm như thế? Tức là tôi không nói Đảng Cộng sản làm, mà tôi chỉ nói chính xác là một nhóm nhân sự có quyền, cầm quyền ở mỗi một địa phương nó làm cái việc này, mà nó lại dám làm công khai như thế. Bởi vì nó không có được cái sự phản biện, sự giám sát công khai của báo chí truyền thông, độc lập của báo chí truyền thông không có. Nó không có được cái sự phản biện của người dân, hoặc nó không, gần như không có sự đoàn kết của người dân. Cái sự tiếp cận thông tin báo chí và đoàn kết với nhau, trao đổi thông tin giữa các công dân với nhau cũng còn bị hạn chế. Ở cái chỗ đó, như chẳng hạn như tôi là bắt đầu là bị họ gán cho một thành phần này là thành phần phản động ấy, tuyên truyền chống đối ấy. Tôi chống đối cái gì? Tôi đang thực hiện điều 25 hiến pháp, công dân có quyền tiếp cận thông tin, tự do báo chí. Mỗi một công dân có quyền làm báo, có quyền phản biện thực tế, không bịa đặt, nói thực tế xã hội. Nhưng các bạn phải hiểu là các bạn
đang có những cái quyền gì. Khi các bạn cầm một cái điện thoại tham gia giao thông nhá, các bạn tham gia trên đường giao thông, gặp một tổ cảnh sát, họ đến họ yêu cầu các bạn tắt điện thoại, đó là họ đã xâm phạm nhân quyền và bản thân họ đã vi phạm pháp luật. Thế tôi hỏi các bạn là các bạn có sống có nhân quyền không? Các bạn có nhân quyền chưa? Một cái cụ thể nhất và đơn giản nhất trong tất cả những cái điều, nó còn to lớn hơn từ cái chuyện giải phóng, họ kêu là giải phóng mặt bằng với cưỡng chế. Họ cưỡng chế cái gì? Họ ăn cướp một cách bày đàn có quyền lực. Nhá. Nếu lọc ra có một hàng ngũ luật sư lôi tất cả các cái quy định về đất đai nhá, giải phóng một cái mặt bằng nhá, thì nó lòi ra một bọn cướp này ngay. Và cái bọn cướp này là nó có bảo kê, ngoài cái quyền lực của bản thân nó có bảo kê tới trung ương. Nếu không có bảo kê nhá, thì tôi hỏi các bạn làm sao những người dân người ta lên đến Ngô Thị Nhậm người ta kiện bao nhiêu năm cũng không được, thậm chí trong tay người ta cầm hẳn một cái sổ đỏ. Nếu không có bảo kê nhá, thì làm sao lại có anh cho em ngắt lời một tí nha, nhiều người đang hỏi là em Huệ Như với lại anh là đang ở đâu. Anh Hùng Điêu Linh là ở Hải Phòng, còn em Huệ Như là ở Thái Bình. Sao? Toàn người trong nước cả nha, mọi người đang hỏi. Và tôi giới thiệu thêm cho các bạn nghe nhá. Tôi từ rồi Huệ Như sẽ giới thiệu, tôi là một hậu duệ của một người nuôi cộng sản, nuôi những cán bộ cộng sản từ anh, trước năm 1900. Chờ anh Hùng Điêu Linh một tí để tí chia sẻ nhé. Vâng. Tôi nói cho các bạn nghe, tôi là hậu duệ ông nội tôi nhé, che giấu cộng sản từ trước năm 1945. Và đến cha tôi và đến tôi cũng đều tham gia vào quân đội hoặc là công an, tức là những người ở phía Bắc, miền Bắc. Và bản thân tôi cũng là một người lính, một cựu binh nhá. Tôi nói thế còn bạn, các bạn có cảm thấy gì không? Còn các bạn, những cái bạn mà dư luận viên ấy, tôi thấy các bạn đấy là ban tuyên giáo ấy, là bị nhầm lẫn ở cái chỗ là các bạn ở trong nước, các bạn bênh be hàng rào cho cái bọn tham nhũng, nhưng các bạn lại không dám ra mặt, thì làm sao mà các bạn vào đây các bạn phá những cái diễn đàn phản biện được? Sai lầm hết. Nếu giỏi các bạn phải đưa cái thớt của các bạn ra, các bạn phải giới thiệu cái địa chỉ. Còn Huệ Như có thể giới thiệu bản thân mình một chút cho họ biết. Ok, mời đúng rồi. Trước hết xin chào Huệ Như, chủ diễn đàn với Hồng Điêu Linh và tất cả anh em theo dõi diễn đàn. Và tôi tự giới thiệu, tôi là Ngô Văn Dũng, có Facebook biển em mời mặt, đang sống xuống để cho anh biển mặt nói cho nó khỏe nhá. Vâng, xin cảm ơn. Tôi là Ngô Văn Dũng, có Facebook biển mặn, đang sống tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Qua cái chia sẻ của em Như cũng giống như của Hồng Điêu Linh, là tôi thật sự là đồng tình và tôi cũng là ủng hộ 100%. Tại sao tôi nói như vậy? Nói đúng hơn, tôi cũng là một người đã từng học chiếu mấy trường trò chủ nghĩa và đã từng phục vụ dưới chế độ này. Tôi làm ở phòng nông nghiệp huyện Ea Súp á. Là cán bộ nông nghiệp đấy. Nhưng mà nếu như chắc có lẽ có khi tôi mà tôi ở còn tồn tại thì có khi có tồn đi tù rồi. Bởi vì nhiều cái cạm bẫy, trong khi mình mới ra trường còn non trẻ, nhiều cái cạm bẫy nó giăng, nhưng mà cái tính mình là không tham, thành ra mình né được. Đó là thật sự mình không có cảm nghĩ rằng là mình né vì lý do là mình sợ đi tù, nhưng mà do cái tính không tham thì tự nhiên nó hóa giải cho mình. Ví dụ như hồi đó anh kể, tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện nhỏ rồi tôi nói chia sẻ nó sâu hơn. Hồi đó tôi xuống, tôi công tác ở xã coi như là kinh tế mới của Thái Thư Thái Thủy đấy, ở ngoài quê em, nhà em đấy, Thái Bình đó, vào đi kinh tế mới vào thì xuống thì hợp tác xã là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm đó là người lớn tuổi không, còn tôi là trẻ lắm, năm đó mới tôi hai mấy tuổi rồi. Xuống làm việc cho tôi ăn nhậu đồ đâu đó rồi cái là bỏ thôi, bây giờ ông ký cho tôi một cái giấy là nhận 2.000 lít thuốc sâu. Mà hồi nó 2.000 lít thuốc sâu nó lớn kinh khủng, tôi chở xuống nhà ông 10 tấn lúa.
À, mà 10 tấn lúa nó cũng ghê gớm lắm, thời nó đói mà, năm ngoài năm 87 nó đói lắm, 88 nó đói lắm, 10 tấn lúa là nó ghê gớm lắm. Tôi mới ngồi tôi thì tôi nói vô tư thôi, anh nói vô tư thôi, anh nói, ủa cái đồng này nó đâu có cái sâu bệnh gì đâu mà ông bị tôi ký đó nha, 2.000 lít chữ vậy. Chứ cái gì ông ngồi ông vẽ ra, ông nói là cánh đồng nó bị thế này thế kia, có nghĩa rằng là họ kinh nghiệm rồi, họ sống ở ngoài đó nó quen rồi, cái môi trường ở đó nó quen rồi, vùng lớp nó quen rồi, họ vô hướng dẫn như mình như vậy. Thì nó không, thôi tôi không chơi đâu, không có, bây giờ bị tôi ký có sao được, thôi tôi không ký. Ông đó là cái thật sự nha, không thêm dù chỉ nửa lời. Rồi cũng bây giờ nói về vấn đề cái là chỗ tiếp theo chỗ chương trình của anh Đi Linh nói đó là chỗ chống tham nhũng đó, tôi rất đồng ý cái quan điểm đó. Bởi vì sao tôi đơn giản chứng minh cũng giống như em Huệ Như và bản thân tôi và một số anh em cũng tham coi như là theo cái lời kêu gọi của ông đúng không, mình cũng tham gia một chiến trận như là để nói lên tiếng nói của nhân dân mình, của cái quyền tự do của mình, và cũng tham gia cái chuyện là hỗ trợ vấn đề chống tham nhũng. Mà khi bị bắt rồi ổng ở đâu? Đáng lẽ ra như mà những con người như vậy thì ổng phải có một cái biện pháp để bảo vệ họ chứ, có đúng vậy không ạ? Cho nên rất rất nhiều người ở ngoài phía miền Bắc cũng như người miền Nam, mà đặc biệt một số cán bộ hưởng ứng cái lời kêu gọi của ổng mà bị đi tù một cách oan, đó là sự thật. Có nhiều cán bộ chỉ cần hưởng ứng rồi cuối cùng là lên tiếng, cuối cùng bị trù dập, bị như loại bỏ ra cuộc chơi luôn, thậm chí đi tù. Những hình ảnh nó rõ ràng mọi người ai cũng thấy. Cho nên cái vấn đề cái đó gọi là dùng cái từ tham nhũng, nhưng mà thực sự mà nó là giống như nãy em nói câu là Mỹ nương thì lấy trọng thủy như là cái gì đó, đấy là như vậy, còn Mỹ dân thì lấy nghe lời ông trọng. Đấy, đó là không phải là đây mình nói mình xúc phạm ổng khi ổng mất rồi, nhưng mà cái cách làm như vậy nó không có đúng, và cuối cùng là nhiều người cứ lầm tưởng rằng ông thực sự, và cuối cùng ra là khi mà bị bắt thì đâu có ai mà cái như là nhắc nhở đến một cái câu nào đâu. À, có đúng không ạ? Cho nên là còn về vấn đề cái học đường, nó quăng lại cái chỗ học đường, giống như cháu tôi bây giờ nó đang học đây, vợ tôi nãy mới vừa kể đây, năm ngoái là bận một bộ đồ khác, rồi năm nay vào là bắt đầu là yêu cầu thay đồng phục khác, cuối cùng là gì, cuối cùng cái là phụ huynh là bây giờ họ khôn rồi, thực sự bây giờ họ khôn rồi, họ lên tiếng họ không chịu, bởi vì họ biết rằng thay đổi những cái đó là họ có phần trăm trong đó, có một cái lợi lộc ở trong cái những cái khoản thay đổi đó mà đổ hết trên đầu người dân đó. Cho nên nó là rất là ngoài ra nữa là nghe nghe vừa nói thôi, nhưng tôi thì tôi cũng không có am hiểu nhiều, cái là mỗi trường như vậy là mỗi loại sách của ngày xưa chúng ta học á cùng cả toàn quốc là một bộ sách đúng không ạ, giống nhau, và thậm chí lớp trước á, thằng anh học để lại cho thằng em, hoặc là cho lại người người trong số mà cái nhà học lớp sau. Còn bây giờ cứ mỗi năm mỗi thay đổi, và mỗi thậm chí một trường phải thay đổi một cách dạy. Tôi thấy tôi mà tôi nghe kể thôi mà tôi thấy rất là bức xúc, và tôi thấy rất là khó chịu. À, như vậy thì cái trình độ nó đâu có đồng bộ đâu. Nó đâu có đồng bộ. Đó, cho nên là những cái mà cái là thực sự mà nói là nhân dân chúng ta vô cùng là gì, nhiều cái trồng một cổ mà không phải ai trồng, mà thậm chí một cổ rất là nhiều trồng luôn chứ không phải là hai trồng. À, bởi vì mỗi nơi mỗi cách, mỗi mỗi vùng họ làm mỗi cách để khai thác tiền của trong dân, trong đó là phụ huynh học sinh hoặc người dân, ngoài cái thuế má ra đó. Cho nên là nhiều cái nó làm cho người dân, mà người dân á thì nói giống như là anh Hùng Duy Linh đó, là nói là hoặc là giống như em Huệ Như nói là chưa đến lúc họ không dám nói, nhưng mà tin chắc rằng trong tương lai họ sẽ chịu không nổi nữa, cũng giống như gọi là con giun mà coi như là đè mãi nó cũng cũng oằn gì đấy đúng không ạ, hoặc là gọi là nơi nào áp bức là nơi đó có đấu tranh, đến một lúc nào đó nó sẽ bùng nổ, mà khi nó bùng nổ thì họ nào trở tay không kịp. Mà tất cả những anh em chúng tôi thực sự mà nói cũng không phải là phản động, cũng không muốn lật đổ chế độ này,
Đó là nó thâm tâm và nó là như vậy. Mà chúng tôi muốn thay đổi, thay đổi một cách làm sao cho người dân phải có dân chủ, người dân phải cầm thức sự cái lấy phiếu đi đi bầu. Còn nói về bầu cử, tôi nói thiệt, tôi là người ngang lắm, vô là có một cái hệ thống nó biểu là gặp người này gặp người kia trực mắt liền. Chuyện bầu cử là chuyện của tôi thích gặp ai tôi gặp chứ tại sao ông biểu tôi gặp là sao? Đó, tôi vô tôi nói thẳng như vậy, rồi tôi vô là ông biểu tôi gặp người này nhưng mà tôi lại gặp người khác, bởi tôi ghét tụi nó quá, tôi gặp bậy gặp bại chứ tôi chẳng biết ông là ai, tôi chẳng biết cái lý lịch của ông, chỉ treo cái vậy thôi, chỉ đọc lướt qua thôi chứ tôi chẳng biết ông là ai cả, thì thôi tôi cứ gặp đại cho nó công bằng, cứ ra gặp ai nó ra thôi. Đó, thật sự mà nó là như vậy. Cho nên là trong cái bầu cử đó là cũng có sự thiên hướng, mình phải dùng cái từ thiên hướng chứ chưa nói dùng chỉ đạo, nhưng mà thiên hướng, nó thiên hướng cho mình. Ví dụ anh vô nó anh gặp người này, anh gặp người kia đi, để người này lại. Tôi thì cho rằng là tôi muốn để người đó nhưng họ nói cái tôi ghét tôi gặp luôn. Bởi vì mắc chứ là họ phải chỉ đạo mình, thiên hướng cho mình đi theo cái ý của họ, và cái quyền là quyền của mình. Cho nên thực sự mà nó trong cái bầu cử dẫn qua là hình thức thôi. Cho nên từ đó giờ tôi đâu có đi bầu cử nữa đâu. Tôi chỉ hình như tôi đi một hai lần vậy thôi. Tôi không có đi nữa. Vì nên mới nó đâu có phải là theo cái nguyện vọng của mình đâu, theo sự chỉ đạo sắp xếp của tôi nói. Đó. Cho nên là nhiều cái mà chúng ta phải cần, người dân chúng ta phải cần tỉnh lại và nhìn lại. Còn một số dư luận viên á, thì nó thật mà nói là chắc có lẽ thâm tâm của nó và cách nhìn nó thừa hiểu, nhưng mà ông vì cái cuộc sống của nó vì miếng cơm manh áo của nó vì sự tồn tại của gia đình nó, trong khi nó không đủ tài năng để đi làm ra tiền, có đúng vậy không ạ? Rồi nó bám vào, còn nói đúng trong cái lực lượng cán bộ bộ đội công an công chức, tôi nói thật 70-80% đều hiểu hết mọi vấn đề, nhưng vì cái miếng cơm manh áo của họ nên họ phải bảo vệ, và họ bảo vệ đảng, bảo vệ nhà nước này, chính thể này, thì họ bảo vệ cái miếng cơm của họ, cái cuộc sống của gia đình họ. Đó, cho nên là các bạn cứ mạnh dạn lên, nói cho đúng, nói sự thật, không thêm không bớt, mà cũng không có không có sợ sệt gì cả, phải mạnh dạn nói lên, và đồng thời thực sự mà nói mình cũng không có ý đồ để lật đổ, bởi vì cái lực lượng của những người dân trong nước, người anh em nước ngoài thì ủng hộ về tinh thần thôi, về là động viên và coi như là thẩm em nói rõ hơn. Em chia sẻ với anh một chút như này này, chị bạn thân em ấy, chị kể chuyện, chị bảo là cái hôm bầu cử, ngay cái đợt bầu cử vừa rồi đấy, tao đi chơi về đến đầu ngõ, tao bảo là ô sao hôm nay lắm cờ lắm quạt thế, thế là bọn chúng nói bảo là hôm nay là ngày bầu cử chị ạ. Nhưng mà chị không đi nên là chúng em thôi, chúng em gạch phứa và cho chị, chúng em bỏ vào hòm rồi chúng em mang đi rồi. Đấy là cái tình trạng chung ở trong đất nước Việt Nam chúng ta. Và người dân chưa nhận thức được cái quyền lợi của chúng ta khi chúng ta bầu cử cho những cái người đấy là nó sẽ như thế nào, nó sẽ gây đến những cái ảnh hưởng như thế nào khi mà chúng ta bỏ sai người. Cho nên là người Việt Nam phải nhận thức thật rất rõ ràng và quan niệm rằng là chúng ta phải yêu cầu một chính phủ họ sẽ phải sử dụng những cái đồng tiền của chúng ta như thế nào để làm lợi cho đất nước và làm lợi cho. À, cuộc chúng ta phải có những diễn đàn như thế này để khai sáng cho người dân hiểu được cái quyền cơ bản của họ là chính là cái quyền chọn người quản lý đất nước và chọn người ấy, chứ không phải là cứ mặc kệ cho bạc cộng sản họ muốn bỏ cho ai là bỏ như từ trước đến giờ. Điều đấy nó rất là quan trọng luôn, và em mong muốn là anh cứ chia sẻ như thế này, và đang rất nhiều người đang nghe hai anh em chúng ta nói, và rất nhiều người còn đang muốn nói nữa, anh cứ chia sẻ đi, vợ mọi người đang nghe nhá. Em thì không nghe gì cả vì mạng của em chắc hỏng, bên em hỏng. Anh chia sẻ tiếp đi. Vậy mạng phải nào không nghe đó. Cho nên là tôi nói với các bạn rằng là chúng ta thực hiện cái quyền công dân của mình, mà quyền công dân của mình phải biết người đó trình độ ra sao, đạo đức ra sao, tài năng ra sao. Bởi vì có đức mà không có tài thì cũng giống như ông Bụt ngồi trên đỉnh cao mà thôi, cũng giống như một bức tượng. Nhưng có tài mà không có đức thì cũng không làm được cái gì cả, và cũng không đem lại lợi lộc cho cái xã hội này. Cho nên chúng ta phải cần cầm một cái lá phiếu và theo cái cách nhìn của chúng ta chọn ra cho người mà thật sự tài năng, chứ không phải rằng là họ theo cái nguồn quay họ đào tạo ra gọi là cán bộ nguồn, hoặc là cán bộ như là nói chung là theo cái
cái dự kiến của họ và sắp đặt của họ, và rồi thậm chí liên quan đến chuyện là con vua rồi lại làm vua nữa, à rồi như là không có bao giờ một cái đất nước nó phát triển ấy. Còn các ông cứ nói rằng chúng tôi lật đổ chính quyền, chúng tôi và phản động hay là chúng tôi này là chúng tôi hoàn toàn không có. Chúng tôi vẫn biết rằng trong người ở hải ngoại thì họ chỉ giúp về tiếng nói thôi, họ chỉ giúp về tinh thần thôi, ngoài ra nữa có thể chỉ giúp cho chút đỉnh gọi là kinh phí thôi, chứ họ không có thể về để mà tham gia để lật đổ chính quyền này. Đó là tôi nói thẳng. Còn những người dân trong nước thì chỉ có hai bàn tay trắng, như chúng tôi chỉ có cái gì, chỉ có cái điện thoại, chỉ có hai bàn tay, chỉ có kiến thức. Ngoài ra chúng tôi không có vũ khí, không có xe tăng, không có máy bay, không có thiết giáp, thì làm sao chúng tôi để lật đổ cái chính quyền này. Nhưng chúng tôi có quyền thực hiện cái quyền công dân của mình khi chúng tôi là thực sự là một công dân trên đất nước này, à thì chúng tôi thực hiện cái quyền của mình theo hiến pháp và luật pháp đã được quy định. Nhưng cuối cùng các ông quay trở lại, các ông bảo tôi là chúng tôi là phản động, chúng tôi là âm mưu lật đổ chính quyền, hay là như cái tội vừa rồi của tôi là phá rối an ninh. Điều đó nó rất là mơ hồ mà nó không có chính xác. Mà các ông đi ra thế giới, các ông nói rằng Việt Nam có nhân quyền, cho nên tôi phỏng vấn trên đài ARFA, tôi nói thẳng quan điểm, dù rằng ngày hôm nay tôi nói ngày mai hậu quả đến với tôi như thế nào thì tôi vẫn vui vẻ. Nhưng mà con người tôi sống thật, tôi phải nói thật, tôi không thể cái dấu trá được. Ví dụ như đài ARFA phỏng vấn tôi, bởi vì các ông ra ở nước ngoài, các ông hộp những cái liên quan đến nhân quyền, các ông bảo rằng nước Việt Nam chúng ta có nhân quyền thế này thế kia, còn những người đi tù đó là những người đã vi phạm pháp luật. Vậy tôi hỏi như tôi tại phiên tòa, tôi hỏi rằng là các đề nghị viện kiểm sát, chị Linh Phan có muốn lên một tí không thì comment vào đây em mời lên. Viện kiểm sát nhân dân đưa cho tôi ra, đưa cho tôi một bằng chứng hay là một lời nói hay là một cái bằng chứng nào để gọi là tôi vi phạm pháp luật đâu, hoàn toàn họ không đưa ra được. Vậy thì làm sao mà bảo rằng những người đi tù là những người vi phạm pháp luật? Các anh không đưa ra bằng chứng mà các anh vẫn quy tội cho họ, thì anh bảo rằng Việt Nam có nhân quyền, trong khi anh ra ngoài thế giới anh nói là Việt Nam có nhân quyền, anh bơ bơ anh nói rõ ràng như vậy. Mà trong thực sự mà nói, anh đối xử với những người mà đa số là những người chính đi tù mà được gọi là chính trị hoặc là được gọi là tù nhân lương tâm là vô cùng khắc nghiệt. Thậm chí giống như cái luật định của các ông, người trên 60 tuổi không được cầm cầm, không được như hành hạ, nên bất cứ trong cái hoàn cảnh, trong cái điều kiện tù tội, trong luật nó có ghi rõ. Nhưng mà anh Đặng Đăng Phước, ảnh 60 mấy tuổi, ảnh chẳng có vi phạm gì, các ông cùng người ta đến 10 ngày, đến nỗi sưng phù có tư chân lên. Đó, các anh rõ ràng, các anh ngang nhiên, các anh đạp lên cái hiến pháp và luật pháp. Mà coi như là không có ai làm gì họ hết. Bởi vì họ làm mà không có người nào mà kiểm soát cái việc làm của họ, không có người nào dám lên tiếng cái việc làm của họ. Còn chỉ có một bản thân của người bị cùng hoặc gia đình thì không đủ sức để lan tỏa, mà thậm chí đưa ra thì bị an ninh là kìm khóa lại. Tôi nói thẳng, mời cô Hà lên, bảo là đừng có nói hay là thế này thế kia. Đó là một cái các ông tự che đậy và các ông tự như là không có nói với nhau hay như thế nào tôi mới, nhưng cái cơ chế của ông tự che đậy với nhau một cách rất là tôi phải dùng nó thật kỳ quặc, thực sự mà nó là kỳ quặc. Đáng lẽ là các anh phải nhìn thấy được cái vấn đề đó, anh phải điện xuống, anh phải làm việc cái đó. Các ông này là có nhiệm vụ như thế nào, các ông không có được làm sai pháp luật như vậy để cho người dân lên viết lên trên xã hội, trên mạng xã hội hoặc là lên mạng xã hội để nói bêu rếu, làm như vậy mất cái thể diện, mất đi cái hình ảnh của một cái làm gì nó dám lên đây, những cái bọn bòn gì dám lên đây đó. Mọi người bảo em là mời những cái thằng ấy lên, nhưng làm sao chúng nó dám lên, toàn nick thì toàn nick ảo mà em, toàn nick ảo nó chửi anh em mình, cho nên là những người phản biện thì anh biết rồi, toàn là mặt thật, tên thật. Còn những cái nick ảo thì toàn là của Đảng Cộng sản Việt Nam họ in tung ra để lên. Và em bảo rồi, chủ nào thì tớ đấy, mà toàn dùng những ngôn từ rất là mất dạy, rất là vô học để mà chửi những người phản biện. Thế cho nên là chủ nào thì tớ đấy,
toàn bọn ăn cướp bọn cắp với nhau. Thì mà em cũng nói rồi anh ạ, chúng ta cũng không cần phải chửi nhau với bọn dư luận viên. Vì sao? Vì nó sẽ là một cái dư một một gọi là cái đối tượng chính để bây giờ sử dụng Đảng Cộng Đạt Sản họ đang sử dụng, thì cũng chính cái lực lượng đấy sau này nó sẽ lật Đảng Cộng Sản, vì chúng nó chẳng biết gì cả, chúng nó chỉ cần tiền thôi. Giờ dư luận viên được trả 3 triệu mà bây giờ có người trả 4 triệu bảo nó đào mả tổ, chúng nó là Đảng Cộng Sản nên nó đào, nó cần gì, nó chỉ cần tiền thôi mà. Nên là cái lực lượng đấy nó sau này nó sẽ chính là lực lượng đầu tiên đi hốt Đảng Cộng Sản, cho nên là chúng ta không cần phải nói đến chúng nó nhiều, chúng nó chỉ cần tiền thôi. Và khi chúng ta mạnh lên, chúng ta có tiền rồi ấy, thì chính cái lực lượng đấy nó sẽ là lực lượng tiên phong đi hốt Đảng Cộng Sản. Em nói điều đó rất là hay đó. À, bởi vì hắn không có cần biết không có cần biết là đúng hay sai, mà Dương nó làm theo cái đâu Dương Văn lên tí xem nào, cứ ngồi nó dưới làm đấy theo cái chỉ đạo và cái cuộc sống của nó thôi. Cho nên là thậm chí tôi nói anh nói thiệt nha, với em nha, thậm chí hồi mà anh vô trại An Phước á, anh không nói tên nha, một cán bộ ngồi nói chuyện với anh mà nói như thế này, rồi nói tôi á, anh vô đây á thì anh phải cố gắng đừng có làm những điều vi phạm, vì tôi cũng là một con người tôi chẳng có một cái lý tưởng nào cả, cuộc đời của tôi gắn liền với cái nhà tù này nhưng tôi không có cái lý tưởng nào hết á, nhưng mà vì cuộc sống cơm máu gạo tiền cho gia đình tôi, nếu một ngày nào đó các anh có thay đổi được chế độ này, các anh bỏ tiền ra với số tiền đủ có thể tôi sống cho nuôi vợ con, tôi vẫn phục vụ cho các anh bình thường. Họ nói thẳng với anh là như vậy đó, điều đó anh không theo, em không bớt dù chỉ nửa lời ngồi nói chuyện với nhau vậy, họ nói rõ ràng quan điểm họ không có một cái lý tưởng nào trơn á, nhưng mà chẳng qua vì cái cuộc sống của vợ con họ thì họ phải bắt buộc họ phải làm. Cho nên tôi mong anh vô trong này cũng cố gắng, bởi vì anh là được cái lý lịch của anh ở trong tù là từ dưới tạm giam lên là anh rất là đen, bởi vì anh quậy ở trong tù mà anh đấu tranh trong tù quá, cho nên hẳn dồn vô lý lịch của anh là cái lý lịch trong đoạn trong tù á là nó biết được cái việc mình làm như thế nào, xong là nó lên nó dặn dò và nó thậm chí là nó còn nói thẳng quan điểm như vậy. Cho nên là tôi nói với các anh luận viên này, nói như em là không sai, một ngày nào đó chính anh là những người quay đầu lại, bởi vì anh không có lý tưởng. Okay. Anh không có một cái gì kiên định cả. Khi một con người đã có lý tưởng, có kiên định là dù họ có chết họ vẫn sẵn sàng, họ đi tù họ vẫn sẵn sàng. Còn như những con người đó họ không có lý tưởng, mà không có lý tưởng thì họ bất cần người đó là ai, miễn người đó trả tiền cho họ xứng đáng để tồn tại, để họ tồn tại thì họ giống như một con cừu vậy đó thôi. Miễn con cừu vậy, chẳng có tiền non. Không, tôi nói thẳng, chỉ là một bầy cừu thôi, không có là cái gì cả. Cho nên tôi vì diễn đàn tôi và diễn đàn em vậy, nãy giờ tôi đâu cần đọc những cái comment đó đâu, mà tôi không có quan tâm những comment đó đâu. Sẵn em nói thì tôi nói, tôi phân tích thôi, chứ còn thực sự mà tôi không quan tâm, bởi vì họ là chỉ là những con cừu. Mà nếu mà nói chính xác hơn á thì nó dùng một cái từ nặng hơn nữa là một con chó, mà khi ông chủ ông gặp mấy cục tịch ông bứt cục xương, thấy cục xương nó ngon quá thì gấp chạy thôi. Ông đó là tôi nói một cách nó tuy nhiên nó hơi nặng nề, nhưng mà đó là thực tế thôi. Thôi bây giờ anh lên nhanh chia sẻ như tí thôi, còn có gì là nhường cho người khác nữa, vì diễn đàn của em nó cũng đông người muốn lên. Anh, cho nên anh chỉ anh còn nói từ nó nhẹ nhàng đấy, chứ em nói từ nó mạnh nặng lắm, anh biết rồi. Em thì gọi là nhạc gì em cũng nhảy, đôi khi là cũng lăm bắt đa, rồi nhiều khi lại cha 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 xong lại nhảy sang rumba, tức là nhạc gì em cũng nhảy. Chúng nó mất dạy em cũng mất dạy được, mà chúng nó địt đéo em cũng địt đéo được, mà chúng nó nói văn hóa em cũng có nói văn hóa được. Nói chung là với cái bọn chúng nó ấy, thì chúng ta phải sử dụng, anh biết rồi, vào tù cũng thế mà. Với có những lúc thì chúng ta phải khóc, có những lúc chúng ta phải cười, và có những lúc chúng ta cũng phải văn hóa một tí, nhưng vô những lúc lại phải vô văn hóa với những cái bọn gọi là mất dạy đầu đường xó chợ ở trong đấy luôn, thì chúng ta phải điều trị được chúng nó, chứ chúng ta theo một màu không giải quyết được vấn đề gì đâu. Em nhạc nào em nhảy, ngôn ngữ nào em chơi, mỗi tội nói tiếng Anh ngu chưa nói được. Cho nên là nhiều khi có những cái từ về tiếng Anh ấy, không dám nói, bởi vì sao, vì mình nói nó phát âm nó không chuẩn, người ta nghe là người ta sẽ thấy nó rất là buồn cười. Còn lại ngoài ra riêng với ngôn ngữ tiếng Việt nhá, nhạc nào em nhảy chửi kiểu gì em chửi được, ba que xỏ lá ở ngoài chợ em chửi còn hay hơn mấy bà hàng tôm hàng cá.
Thế nhưng mà ngày mai bà lên diễn đàn cần phải mẹ mày thể hiện đúng là một con người có ăn, có học, có lý luận, có lý lẽ, có hiểu biết pháp luật. Em cũng làm đầy đủ một vai trò luôn. Đấy là con người của em nghe... mà cho nên là bọn ba que xỏ lá ở ở ở tỉnh em mà chơi với em thích lắm. Bọn mẹ đầu trâu mặt ngựa thích chơi với chị Huệ lắm, vì chị Huệ nhạc não nhảy. Em kể cả đi đánh nhau bố mẹ anh chơi được, cầm gậy bố mẹ anh phang được, mà cầm kiếm bố mẹ anh đâm được. Nhưng mà ngày mai bảo lên bục giảng cầm sách vẫn là một cô giáo luôn. Nhưng mà với đối tượng nào mình sẽ tìm cái cách cho nó phù hợp với đối tượng đấy, chứ không phải là với ai mình cũng sử dụng nguyên một cái kiểu như thế anh ạ. Bởi vì là với Đảng Cộng sản Việt Nam thì anh biết rồi, nó lừa cho anh em mình những cái quả đau đớn như thế, vào tù như vậy, khốn nạn như vậy, mà chúng ta lại phải sử dụng những cái ngôn từ gọi là phải sử dụng những cái ngôn từ gọi là mỹ miều để tôn vinh nó thì mình không làm được. Với chúng nó là chúng ta phải nói thẳng một câu này, lúc nãy nó chửi em là con điếm đấy, em bảo là với Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh của chúng mày nhá, điếm mà không ảnh hưởng đến cái lợi ích của nó nhá, điếm cũng là vinh quang. Tao chả có cái đéo gì mà tao phải ngại cả. Còn là đàn ông thì phải có đàn bà thì phải có đàn ông. Cuộc đời nó phải nở hoa, nó phải đi đéo lung tung, và nó cũng phải có đàn ông, đàn bà, nó phải có nam, có nữ, nó phải có con đực, con cái thì nó mới ra cuộc đời chứ. Cuộc đời mà nó cứ một màu thì nó ra làm sao được, đúng không anh? Em nói một thôi một hồi như thế thì anh biết thì em chửi rồi bọn dư luận viên sức mặt gọi là sờ mà lờ, gọi là nói theo một cách gọi là mỹ miều một tí, gọi là sắp mỹ linh ấy. Nhưng mà thực ra mà nói mẹ về cái bọn đấy phải dùng những ngôn từ như thế, xong rồi chôn nó vào hầm cầu luôn. Đấy, đấy là em chia sẻ với anh như thế. Bây giờ em xin phép em chia sẻ gọi thêm một số người nữa đang nhắn tin vào đây để lên, để cho nó không khí nó thay đổi nhá. Dạ. Vâng, em rất là cảm ơn anh đã tham gia chương trình này. Cũng rất là bất ngờ, rất là tình cờ đấy nhở. Nhưng mà cho anh nói một câu thôi. À, một em câu nhắn thêm anh một điều nhá, là ngày mai là phải cho bạn em một liều thuốc thải độc, bởi vì là bạn em là đang bị máu nhiễm mỡ rất là cao, và chị là giáo viên và bạn thân của em luôn, cho nên là khi mà em quảng cáo là chị ấy bảo là ok thế thì gửi cho chị đi để chị uống, rồi là chị sẽ lan tỏa cùng bạn bè chị bạn thân em luôn, nên ngày mai em gửi địa chỉ, lát đây em sẽ gửi địa chỉ và anh gửi cho bạn em một liều để cho chị uống nhé. Chị ở Thái Bình thôi, nhưng mà em là bạn thân của em, bạn thân từ nhỏ luôn đấy. Gọi là sống chết có nhau, đã từng gọi là trên bờ trên bến dưới thuyền đấy. Rồi có như vậy thì để em lấy okay, anh. Cái người bạn của em để em biết được cái sản phẩm. Em vẫn đang uống mà. Rồi anh nói giỡn thôi, một câu thôi nha. Anh nghe nói em học đấy. Anh hồi 14 15 tuổi cơ mà. Anh thấy chưa, em chửi một bài thế anh về đây nghe em bảo là bọn dư luận viên nghe, bọn lợn dư luận viên vào mà nghe chưa? Vào mà nghe. Em nói tiếp này, em chửi tiếp này, em gỡ anh ra để em chửi tiếp đây này. Gỡ anh cái gì nhỉ, em gỡ anh biển mạng ra để em xử tiếp dư luận viên đấy. Em nói thật với các bác như này này, nếu như mà để chúng nó chửi nhau đầu đường xó chợ nhá, chúng nó thua em luôn. Mẹ mày chửi thẳng căng luôn nhá, thua em luôn. Em không thiếu ngôn từ luôn, học sinh chuyên văn mà ngôn từ sử dụng vô cùng phong phú, coi như là em chửi có bài có bản luôn. Em vào trong trại giam em nói với các bác rằng em chửi có bài có bảng luôn, em chửi mà đến sắc mặt cả ban giám thị luôn. Em chửi chưa hết cơn của em nhé, em trèo lên trên tầng 2 của trại giam ấy, nó có tầng 1 là để tầng 1 và tầng gác xếp và tầng 2 nữa. Em trèo lên đấy em chửi tiếp, em chửi đến khi nào mà hết cơn của em điên lên thì thôi, và em chửi có bài có bản có văn có vở, chửi không tiếc nước bọt luôn, để em chửi cho đến khi nào mà nó sấp mặt, nó phải vào nó giải quyết đi cho em thì thôi. Đấy là cái vấn đề, là chúng nó sẽ thua em nếu như mà đối mặt. Và cái vấn đề thứ hai là ngày mai mà cần phải lên đối thoại với chúng nó, mà chúng nó đã tử tế với mình rồi thì mình lại thay đổi thái độ, mình lại ngoan như con cún đại bà của tôi đấy à, rồi là cán bộ của tôi đây, rồi giải quyết xong được cái vấn đề mà giải quyết được cho những cái yêu cầu của mình thì mình lại ok. Thế cho nên là nói thật với các bác như này, em thêm một cái câu nữa vào câu này, với Đảng Cộng sản nó lừa em như vậy ấy, thì em sẽ cho những cái bài gọi là còn tưng bừng khói lửa hơn thế nữa, nếu như mà chúng nó bảo em là con điếm. Mẹ nhớ nữa, điếm đối với Đảng Cộng sản nó là đặc sản luôn, nó đang nuôi sống Đảng Cộng sản đấy, nghiện ngáo ca ve, lang đầu đường số chợ, nó đang nuôi sống Đảng Cộng sản đấy, cho nên đấy nó là đặc sản của Đảng Cộng sản luôn. Mẹ thiên sư, chúng nó phải chửi như thế nó mới hay các bác ạ. Ngày mai đã cần lên diễn đàn mà phải lại phải ngoan như cún, lại phải thành là cô giáo ấy, như em lại đổi kiểu tóc luôn, lại thước tha, lại uyển chuyển, lại mặc áo dài. Đối với đối tượng nào chúng ta sẽ phải đối xử với chúng nó như thế luôn, và chúng ta xác định một điều rằng là khi chúng nó đã không có lý tưởng và chúng nó đang phải vì tiền để chúng nó kiếm sống, và chúng nó không có cái sự mà gọi là nhận thức ấy, thì
các bạn cứ yên tâm một điều rằng là chính lực lượng đấy sau này nó sẽ lật đổ Đảng Cộng sản, mà chứ không phải là chúng ta. Vì chúng ta là con người có nhận thức, chúng ta là người có hiểu biết, và chúng ta tìm thấy được cái ánh sáng trên con đường chúng ta đi, thì chúng ta sẽ không bao giờ bị mụ mị như thế. Và tôi khẳng định một điều nữa với trong cái diễn đàn này, trước khi tôi kết thúc diễn đàn nhé, tương quan lực lượng của Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ với những người đối lập, nó là hoàn toàn về chất lượng, chứ về là số lượng chứ không phải là chất lượng. Bởi vì là họ có dùng ngân sách, dùng tiền của ngân của nhân dân để họ sử dụng sai mục đích vào cái việc mà sử dụng cái bọn dư luận viên đầu đường xó chợ đấy để đi tung vào các cái diễn đàn để cho người dân tiếp cận với cái nguồn gọi là thông tin rác ở trên mạng xã hội. Còn ngoài ra những người có hiểu biết, có tri thức và có lý tưởng, họ sẽ đứng về, họ hoàn toàn bây giờ đã đứng về phe đối lập với Đảng Cộng sản rồi. Cho nên là cái lực lượng mà trí thức và những người mà hiểu biết thì bây giờ họ đã không còn nhìn thấy cái bộ mặt, họ đã nhìn thấy bộ mặt xấu xa rồi, và lực lượng đấy nó có chất lượng hơn rất là nghìn lần những cái mà dư luận viên và Đảng Cộng sản họ đang sử dụng. Đội ngũ thì mẹ từ thằng trưởng thôn cho đến thằng chủ tịch nước. Chủ tịch nước đi lên, các bạn biết rồi, đi viết sổ tang còn phải dùng phao. Tôi nói mấy tiếng đồng hồ, tôi nói cả ngày luôn, tôi nói kể cả trên bất cứ một cái diễn đàn nào tôi có thể nói theo một cái chủ đề, tôi nói không cần thế, bởi vì trong đầu mình đã có kiến thức rồi. Mẹ đéo như kiểu là cái bọn mẹ mình đến chủ tịch nước còn phải cầm còn chữ viết loằng ngoằng như cái ông Nguyễn Xuân Phúc đấy. Ông viết nó không ra một cái chữ, một cái nghĩa gì luôn. Nó không ra tối nghĩa đến như thế. Tức là ông không bày tỏ được, ông không cầm phao thì ông không bày tỏ được cái quan điểm của ông ấy. Ông không biết được là ông phải viết như nào vào một cái sổ tang. Thế cho nên là cho thấy rằng các bạn rằng là từ cái thằng cầm đầu của Đảng Cộng sản nó đã đéo ra cái gì rồi, thì làm sao mà nó có thể là cầm đầu được cho. Thì những cái đứa mà cầm đầu nó đã không ra gì thì cái bọn dưới dân của nó mà còn không nhận thức ra được thì nó chả là bọn ngu. Cho nên là chúng ta phải hiểu một điều rằng là những cái bọn ngu đấy, anh Đắc Nghiêm có lên tí không? Lên mà nói về cái sai của nhà mình đang khổ kia, oan ra thì kìa, chấp nhận vào cái mà nói. Đấy, em nói cho các bác biết rằng là những cái mà đúng rồi, em nói mấy tiếng đồng hồ đấy, các bác nhìn đấy, tất cả những người lên trên diễn đàn của em, anh nói thật này, anh Hùng Điêu Linh này, anh gì nhỉ, anh Việt Mạng vừa rồi, có ai người ta phải cầm giấy tờ gì đâu, mà tại sao người ta nói vẫn là lưu loát và người ta vẫn diễn giải được toàn bộ cái câu chuyện của người ta để cho người dân nghe. Và đây, hiện tại đến bây giờ trong livestream của em bây giờ nó đã lên đến bao nhiêu, anh Nguyễn Đắc Nghiêm có lên không? Lên hay không lên nào? Sợ thì thôi khỏi phải nói. Em đã từng nói với anh Nguyễn Đắc Nghiêm một lần tối ngày hôm nay rồi nhá. Anh đấu tranh chỉ là cá nhân thôi, nhưng anh đưa vào trong một cái diễn đàn, khi mà nó thành một cái câu chuyện của cả một xã hội đang quan tâm, thì anh phải biết rằng là nó không phải là lan tỏa cái việc là người ta xem để cho nó vui mắt nữa, mà nó là câu chuyện của chính trị, câu chuyện của một quốc gia phải giải quyết. Nó trở thành một cái câu chuyện rằng là nó là một cái chuỗi những cái mà bất cập mà chính Đảng Cộng sản Việt Nam phải sắn tay vào để giải quyết. Em mời anh Nguyễn Đắc Nghiêm, chứ không phải là cái câu chuyện của cá nhân anh nói cho vui để cho người ta nghe và vui xem để cho vui mắt và nói để cho vui mồm nữa. Nào, em mời anh lên rồi đấy, chia sẻ đi, đang tham gia mà, anh quay cái màn hình lại nào anh Nghiêm ơi. Đây này các bạn nhìn đi, 19,8k lượt phát rồi đấy. 19,8k lượt phát, tức là cái sự quan tâm của cộng đồng mạng nó đến với lại tiếng nói của người dân, nó rất là quan trọng, nó rất là quan trọng. Và nó đốc thúc cho chúng ta một cái điều rằng là mỗi người lên cái diễn đàn của Huệ Như này này, nó không còn phải là cái chuyện hôm nay tôi nói với anh Nguyễn Đắc Nghiêm ấy, nó không phải là cái câu chuyện là nói cho vui mồm và cho nhiều người xem để câu view câu like nữa. Tôi quá nổi tiếng rồi, tôi không cần thêm sự nổi tiếng nữa, mà tôi cần người dân phải có cái sự can đảm để nói lên cái chính kiến của mình nhá. Và khi nói vào trong cùng một cái diễn đàn, nó có cái sức mạnh tập trung để cho Đảng Cộng sản nhìn thấy rằng là cái bất cập đấy của Đảng đang cần phải sắn tay vào giải quyết ngay lập tức cho người dân, nó thành một cái chuỗi câu chuyện thì buộc là họ phải sắn tay vào, chứ nó không còn là của cá nhân của một nhà anh Nguyễn Đắc Nghiêm hay là của nhà anh nói thật nữa, mà nó thành là một cái câu chuyện buộc là một cái chính sách sai của Đảng Cộng sản, và họ đang chèn ép dân, đang đẩy dân ra đứng đường, mà họ không biết rằng là họ đang càng ngày càng gây lên những cái bất ổn trong xã hội của chính họ ấy đang là người quản lý. Điều đấy nó vô cùng quan trọng các bạn ạ. Anh Đắc Nghiêm đâu? Sao lại để máy như thế này? Vào tham gia mà lại không nói gì là sao thế? Anh không biết cách mà
Anh chấp nhận rồi đấy, anh vào rồi đấy, anh chỉ cần xoay cái màn hình lại, anh vào đây này, anh đang tham gia rồi này, anh cứ chia sẻ đi. Nhưng mà bây giờ anh chả nhìn thấy gì. Đấy, mọi người nghe thế rồi đấy, anh quay lại cái mặt anh là được mà. Không. Nghe rõ, nhưng bây giờ anh quay cái màn hình vào mặt anh. Anh không biết quay mặt như nào. À, anh không biết à? Thôi lần sau anh sẽ biết. Thế thì tôi giới thiệu với các bạn một chút nha, anh để em giới thiệu với mọi người một chút này. Đây là anh Nguyễn Đắc Nghiêm, là người ở thành phố Hà Nội và đang bị mất đất với số tiền đền bù. Họ cướp trắng luôn, và gia đình nhà anh ấy đang 13 người đang khiếu kiện từ rất lâu ngày nay rồi, lâu năm nay rồi, và nhà anh ngay gần nhà ông Nguyễn Phú Trọng. Ngày nào anh cũng kêu than ở trên công an quận. Thế nhưng mà cái sự việc của gia đình nhà anh nó oan quá, cho nên là công an họ cũng không họ biết thừa cái nỗi oan của gia đình nhà anh. Và hôm nay em muốn anh chia sẻ trực tiếp trên Facebook của anh để cho mọi người cùng nghe về cái câu chuyện của anh nào. Anh nói đi, anh bắt đầu nói đi. Ừ, anh nói nhá, anh nói, nhưng mà anh không biết cách vào đâu, anh nói mọi người nghe thấy gì. Thôi là anh cứ nghe, nói đi, nói mọi người nghe cái được là được. Cái trường hợp của nhà anh ấy. Trường hợp của nhà anh ấy thì anh sống ở đây nhiều đời rồi, không hề có tranh chấp, không hề